Đêm khuya, Nam Cung Phong trằn trọc mãi không ngủ được, cứ nhắm mắt là trong đầu anh lại hiện ra nụ cười giả hoạt của Âu Dương Vân. Anh ảo não ngồi dậy, bật sáng đèn ở đầu giường, vô tình liếc thấy tấm hình chụp người con gái đặt trên kệ tủ. Anh lập tức nổi giận, đưa tay úp sập tấm hình xuống, bám dính không rời. Thì đã gặp qua, chứ chưa từng gặp ai âm hồn bất tán như này. Sáng sớm, Âu Dương Kiều vẫn còn đang mơ ngủ thì bị tiếng gõ cửa liên tục làm cho tỉnh giấc. Cô ta vò vò cái đầu tóc như ổ gà rồi hùng hổ đi ra mở cửa. Âu Dương Vân đứng ngoài cửa, chỉ vào đồng hồ trên tay. Chẳng phải tối qua tôi đã nhắc cô đúng 7 giờ 30 xuống lầu ăn sáng sao? Quên rồi à? Vừa nhìn thấy cô là tức tối, Âu Dương Kiều lạnh lùng trả lời, tôi không ăn. Nói rồi liền định đóng cửa. Mới tới ngày đầu tiên mà cô đã muốn mọi người trong nhà biết cô có tật xấu thích ngủ nướng à? Quả nhiên chiều này rất hữu dụng. Âu Dương Kiều chau mày, biết rồi, nhiều lời. Cô ta đóng cửa dầm một cái. Âu Dương Vân cũng chẳng để ý tới thái độ tồi tệ của cô ta mà đi thẳng xuống lầu. Từ xa cô nhìn thấy cô em chồng đang hớn hở nói gì đó với mẹ chồng. Nhìn thấy cô tới gần, lập tức ngậm miệng không nói nữa. Chị dâu, chị chịu khó vậy mà sao em gái chị lại lười thế chứ? Để bao nhiêu người ở đây đợi một mình cô ta cũng hay thật. Tình tình, không được vô lễ. Nam Cung Nhữ Dương trừng mắt nhìn con gái, sau đó quay qua hỏi con dâu, thằng nhóc kia đâu, sao cũng chưa xuống vậy? Thằng nhóc mà ba chồng nói tới chính là con trai Nam Cung Phong của ông. Âu Dương Vân trả lời một cách cung kính lễ phép, dạ ba, anh Phong nói ở công ty có cuộc họp vào buổi sáng sớm nên đã đi rồi ạ. Thực ra đây chỉ là cái cớ mà cô bịa ra cho Nam Cung Phong. Mới sáng sớm thức dậy, cô đã không thấy anh ở trong phòng, xe đậu bên ngoài cũng không thấy đâu, đi thì chắc chắn là đi rồi, chỉ có điều không rõ đi đâu. Âu Dương Vân đoán đa phần là do tối qua cô đã có hành động khiến anh ghê sợ, nên mới sáng sớm anh đã ra ngoài, sợ né còn không kịp. Thứ tư nào Âu Dương Vân cũng có 4 tiết dạy, mà thứ tư tuần này chắc chắn là một ngày khó khăn nhất trong quãng đời dạy học của cô. Hai cánh tay cô bị ai kia hành cho vừa đau vừa nhức, hơi cử động nhẹ thôi cũng khiến cô đau tới mức nghiến chặt răng. Cũng may là cô quay lưng lại với học sinh nên bộ dạng cắn răng kiên trì của cô không dễ bị phát hiện, chỉ là những chữ viết trên tấm bảng đen như không phải nét chữ do cô viết ra. Cánh tay càng đau bao nhiêu thì trong lòng cô càng hận bấy nhiêu. Suốt ngày hôm đó cô thầm mắng chửi Nam Cung Phong không biết bao nhiêu lần. Buổi chiều tan làm về đến nhà, thế quái nào lại đụng ngay mặt anh ta. Cô đi vào nhà, còn anh thì đang định ra ngoài. Hai người tính đi đâu vậy? Âu Dương Vân ngạc nhiên hỏi hai người đứng trước mặt. Cô không ngờ Nam Cung Phong lại cùng đi với Âu Dương Kiều. Tôi đi gặp một người bạn, nhờ anh rể đưa tôi đi một đoạn. Ồ, vậy đi đường cẩn thận nhé. Cô ngẩn ngơ gật đầu, trong lòng nghĩ thầm, sao con nhỏ này đột nhiên lại nói chuyện dễ nghe như vậy. Vậy chúng tôi đi đây, bye bye. Vẻ mặt Âu Dương Kiều đầy đắc ý khi cô ta quay đầu lại, còn cố ý chớp chớp mắt với Âu Dương Vân, lộ rõ ý gây hấn. Đợi đã, Âu Dương Vân đột nhiên gọi họ lại, tươi cười bước tới, bất ngờ nhón chân, hôn lên má Nam Cung Phong một cái. Ông xã, về sớm nhé, em có niềm vui bất ngờ dành cho anh đấy. Một đường xám xịt vụt qua đỉnh đầu Âu Dương Kiều, nhuộm xám luôn cả khuôn mặt cô ta, mà đây chính là phản ứng mà Âu Dương Vân muốn thấy. Muốn diễu võ dương oai trước mặt cô à? Còn non lắm. Tới giờ ăn cơm tối, hai người vẫn chưa về nhà. Cô em chồng không nhịn được liền oán trách. Chị dâu, sao anh trai em bất công quá vậy? Đối tốt với em gái chị, còn hơn cả em gái ruột nữa. Lần trước em nhờ anh ấy chở đến một nơi, thế mà năn nỉ cả nửa ngày trời, anh ấy cũng không đồng ý. Anh ấy ra ngoài có việc thuận tiện đi ngang qua đó, nên chở nó đi cùng ấy mà. Âu Dương Vân qua loa giải vây cho Nam Cung Phong. Bên ngoài có vẻ rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại không bình tĩnh chút nào. Ít nhiều cô cũng cảm thấy có chút không được thoải mái. Bữa tối vừa dùng được một nửa thì Nam Cung Phong quay về. Chỉ có một mình anh trở về. Bà Nam Cung vừa liếc thấy con trai liền lạnh nhạt hỏi, ăn cơm chưa? Dạ ăn rồi. Anh cũng đạm nhạt trả lời lại, ánh mắt quét qua bàn ăn một cái rồi quay người đi lên lầu.
Một lát sau, điện thoại trong túi quần Âu Dương Vân reo lên, là báo tin nhắn tới. Cô lấy ra đọc tin. Ăn xong chưa? Ăn xong thì lên đây đi. Người gửi tin nhắn là Nam Cung Phong. Đây là lần đầu tiên cô nhận được tin nhắn của anh. Thật không ngờ một người chuyên soi mói khuyết điểm của người khác cũng có lúc nhẫn nại như thế. Thật khiến người khác phải rớt kính kinh ngạc. Bà, mẹ, con ăn xong rồi. Hai người từ từ dùng bữa ạ. Con đi lên trước đây. Âu Dương Vân vẫn luôn biết lễ phép như vậy. Trong gia đình này, chỉ có cô chú trọng tới những lễ nghi đó. Do vậy mới có được sự yêu quý từ ba mẹ chồng. Lên tới lầu, cửa để mở sẵn. Cô tiến vào trong, hỏi người đàn ông đang đứng trước cửa sổ. Có chuyện gì? Nam Cung Phong quay người lại, đưa tay ra đầy trêu tức. Niềm vui bất ngờ đâu? À, Âu Dương Vân đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại tức mình cười. Tôi nói anh về sớm chút thì sẽ có chuyện vui bất ngờ cho anh, nhưng hình như bây giờ không còn sớm thì phải. Vậy là muộn lắm rồi sao? Anh hỏi ngược lại, cố ý giơ chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay lên trước mặt cô. Nhìn kỹ đi này, nhìn cả của cô nữa. Vừa nói anh vừa túm tay cô giơ lên. Á! Âu Dương Vân kêu lên vì đau. Cánh tay linh hoạt đáng thương của cô có lẽ sẽ phế thật mất. Giả bộ ít thôi. Nam Cung Phong hất tay cô sang bên, chẳng chút dịu dàng. Âu Dương Vân lại kêu lên một tiếng vô cùng giận dữ. Thần kinh anh bị phân liệt rồi à? Hai ngày trước đối với tôi tốt là thế, hai ngày này lại tra tấn tôi đủ kiểu. Tôi nói cho anh biết, tôi chịu hết nổi rồi. Tôi muốn... Thực ra cô muốn nói là cô muốn ly hôn, nhưng lý trí vững như bàn thạch đã ngăn cô lại, nên hai từ kia giống như hòn đá bị cô nuốt trở lại vào trong. Cô muốn làm gì? Đi ngủ. Âu Dương Vân trả lời một cách cứng rắn, sau đó đi vào phòng riêng của mình lấy quần áo ngủ đi ra. Cô không dám hưởng dụng bồn tắm mát xa của ai đó nữa, nên liền ôm quần áo qua phòng của cô em chồng. Chị dâu, chị sao thế? Mượn phòng tắm của em một chút. Chẳng phải phòng của anh em cũng có sao? Anh ấy đang tắm. Thế chị đợi anh ấy tắm xong là được mà. Anh ấy tắm chậm lắm, chị không đợi được. Cô em chồng ngây ra gật đầu, tay chỉ về phía bên trái. Ồ, được ạ, vậy chị vào trong đi. Âu Dương Vân không tắm bồn mà bật thẳng vòi hoa sen. Cô đứng dưới vòi, trong lòng có chút phiền muộn. Đáng ra vừa rồi cô phải hỏi Nam Cung Phong tại sao lại đột nhiên gần gũi với con yêu nữ Âu Dương Kiều đến vậy. Tắm xong bước ra, cô không nán lại mà về thẳng phòng của Nam Cung Phong. Cô muốn tìm anh để hỏi cho rõ nghi ngờ vừa rồi, nhưng lại phát hiện trong phòng không có ai cả. Đi đâu mất rồi? Cô nhíu mày tự hỏi. Cô nghĩ có thể anh ở dưới lầu nên quay người đi xuống. Kết quả tìm cả trong lẫn ngoài đều không thấy anh đâu. Chiếc xe của anh vẫn còn đậu đúng vị trí của nó ở ngoài sân. Nghĩ chắc là anh cũng không đi quá xa, Âu Dương Vân quyết định lên lầu ngồi đợi. Vừa tới cầu thang thì cô vô tình thoáng thấy đèn từ căn phòng cách vách vẫn còn sáng. Chẳng lẽ Âu Dương Kiều quay về rồi? Thế là Âu Dương Kiều đã quay về rồi. Về không lâu sau khi cô vào phòng của cô em chồng. Âu Dương Kiều là con người như thế nào? Cô ta là người không phải do vũ nữ sinh ra, nhưng còn lẳng lơ hơn cả vũ nữ. Chỉ cần là người đàn ông mà cô ta nhắm, bất luận dùng thủ đoạn gì, cô ta cũng phải chiếm về cho riêng mình. Đương nhiên, một cái giỏ mây chỉ có vẻ bề ngoài mà không có trí tuệ thì số lần thất bại luôn nhiều hơn so với số lần thành công. Giống như lúc này, việc đầu tiên khi cô ta quay lại nhà họ Âu Dương đó là tìm anh rể Nam Cung Phong. Thế nào lại phát hiện chị gái không có trong phòng, liền cảm thấy đây chính là cơ hội của mình. Âu Dương Kiều liền lập tức quay về phòng mình, cởi quần áo ra, thay sang một bộ đồ ngủ gợi cảm, cố ý nhảy từ trên giường xuống, sau đó gọi điện cho Nam Cung Phong, kêu ca một cách đáng thương. Anh rể, anh mau tới đây đi, em không cẩn thận bị ngã rồi, hình như chân bị trật khớp rồi ấy, anh đến giúp em với, em không đứng lên được. Nam Cung Phong tắt điện thoại rồi đi tới căn phòng cách vách, nhìn thấy Âu Dương Kiều đang ngồi trên đất, ôm đầu gối với vẻ mặt đau khổ, anh hỏi một cách hững hờ, không sao chứ? Anh rể, sao lại không sao được? Anh nhìn em giống không bị gì à? Anh mau bế em lên, nên nhà lạnh quá đi. Nam Cung Phong đưa một tay ra thì cô ta lắc đầu, không được đâu, em không tự đứng dậy được, em mà đứng lên được
thì đã không phải gọi anh qua rồi. Cô ta ôm chặt mắt cá chân với bộ dạng bi thảm như thể nếu anh không cứu thì cô ta sẽ chết vậy. Đúng là ngã thật à? Đối mặt với câu hỏi nghi ngờ của anh rể, Âu Dương Kiều cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt. Anh không tin sao? Không tin thì anh sờ thử xem này, em là khớp xương bị gãy luôn rồi ý chứ. Nam cùng phòng không muốn lãng phí thời gian với cô ta, mặc dù rất ghét phụ nữ nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu. Anh mất kiên nhẫn ngồi xổm xuống, bế cô ta lên đi đến bên giường. Âu Dương Kiều như một con chim non nép sát vào ngực anh. Trong nháy mắt, cô ta cảm giác bản thân thật là hạnh phúc chết đi được. Khi Âu Dương Vân đến phòng dành cho khách, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng mập mờ này, cô trợn tròn mắt không dám tin, cũng không nói gì mà xoay người phẩy tay bỏ đi. Nam cùng phòng cực kỳ lúng túng. Sau khi đặt Âu Dương Kiều xuống giường, anh liền cất bước đuổi theo ra ngoài. Âu Dương Kiều không ngờ anh lại mặc kệ cô ta như vậy. Trong lúc tình thế cấp bách, liền đứng dậy ngăn anh lại. Anh rể, anh còn chưa bôi thuốc cho em nữa. Ánh mắt anh nhìn về phía chân cô ta, khuôn mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Âu Dương Kiều bỗng nhiên phản ứng lại, nhúc nhích mắt cá chân một cách quẫn bách. Ây, hình như khỏi rồi này. Anh rể đúng là thần tiên sống đấy, nhìn một cái là khỏi ngay. Nam cùng phòng cầm nín cực kỳ, anh tức giận hừ một tiếng rồi quay đầu bỏ đi. Về tới phòng, Âu Dương Vân đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, sầm mặt đợi anh. Này, rốt cuộc thì khi nào cô mới tiễn em gái cô về? Cô ta ở đây khiến người khác rất bất tiện, cô có biết không? Lại còn vừa ăn cướp, vừa la làng. Âu Dương Vân cười một cách châm biếm. Khiến ai bất tiện thế? Không phải là anh đấy chứ? Tôi thấy hai người hợp nhau lắm mà. Anh rất thích thú đó chứ? Câu này sao nghe có vẻ chùa thế nhỉ? Nam Cung Phong đi đến trước mặt cô, khom người tới gần hỏi. Không phải đang ghen đấy chứ? Soi gương trước đi rồi hãy nói. Âu Dương Vân mượn lại lời mà trước đây anh từng nói. Cô hử một tiếng chẳng thèm ngó tới. Vậy vẻ mặt tức giận của cô là thế nào? Tôi nợ tiền cô à? Nam Cung Phong nhíu mày chất vấn. Vừa rồi anh còn cảm thấy rất xấu hổ, nhưng khi bị thái độ khinh thường của cô khích tướng thì anh lại thấy phiền muộn. Trong tiềm thức, anh thật sự hy vọng cô đang ghen. Càng không quan tâm tới người khác thì lại càng khát khao được người khác quan tâm. Đây chính là tâm lý cực đoan điển hình của người đàn ông khi đã từng chịu tổn thương. Tôi tức bởi vì anh ngốc, ngay cả lời của con nhỏ Âu Dương Kiều mà anh cũng tin, một ngày nào đó bị người ta bán mất lại còn đếm tiền thay người ta cho xem. Vừa nãy, khi bước ra khỏi phòng khách, cô không lập tức bỏ đi ngay mà nấp sau cánh cửa, do đó nghe được câu nói anh vẫn chưa bồi thuốc cho Âu Dương Kiều. Vậy cô thì sao? Thông minh đi đâu mất rồi? Cô dám nói là cô không phải do Âu Dương Trường Phong bán tới nhà tôi đi. Vâng, đúng là tôi bị bán tới đây, nhưng ít ra thì tôi cũng được bán với giá 60 tỷ. Đổi là anh, chưa chắc đã được bán tới con số đó đâu. Cô... Nam Cung Phong tức giận tới mức mặt tái mét. Người phụ nữ này dám ngỗ ngược với anh như vậy. Xem ra tối qua, anh đã ra tay hơi nhẹ rồi. Anh đang định cho cô nếm thử thêm chút lợi hại thì điện thoại của cô đột nhiên reo lên. Cô cúi đầu liếc thoáng qua số điện thoại, sau đó vừa nghe máy vừa đi vào phòng riêng của mình. Alo, điện thoại là của Âu Dương Trường Phong gọi tới. Chủ đề không bao giờ thoát khỏi hai chữ lợi ích. Tiểu Vân, là ba này. Muộn thế này còn gọi tới có việc gì không ạ? Thực ra trong lòng cô đã biết rõ rồi. Quả nhiên cô đoán không sai. Cũng chẳng có việc gì lớn, chỉ là liên quan tới việc đấu thầu tập đoàn Nam Cung. Con có thể hỏi con rể điều kiện như thế nào thì có hy vọng trúng thầu không? Âu Dương Vân trầm mặc một hồi. Cô không từ chối mà hờ hững trả lời. Được ạ, con sẽ giúp ba hỏi xem sao. Nhưng con không đảm bảo có thể nhận được câu trả lời mà ba mong muốn hay không đâu. Con người Nam Cung Phong, ba cũng biết mà, công tư rõ ràng. Âu Dương Trường Phong vừa nghe thấy cô đồng ý thì cảm thấy 80% là có hy vọng. Dù là có người công tư rõ ràng đi nữa thì cũng chẳng thể rõ ràng được với người vợ cùng giường chung chăn với mình được. Được, được, vậy chuyện này nhờ con gái rồi. Tiểu Vân à, con đúng là con gái ngoan của ba. Lời nói khiến người khác buồn nôn mà ông ta lại nói ra được một cách rành rọt,
không chút day dứt. Nhưng cũng không sao, vì ông ta không phải là người ba tốt của cô, nên cô cũng chẳng phải là con gái ngoan của ông ta. Nếu tình thân có thể đo bằng lợi ích thì giữa bọn họ cũng chẳng cần tình thân gì nữa. Âu Dương Vân không hề đi hỏi Nam Cung Phong về việc đấu thầu, mà cô tin bà cô nhất định cũng đã đi tìm anh, nhưng bị anh từ chối mới lại tìm đến cô. Từ giờ phút này, cô sẽ phải là một người phụ nữ xấu xa rồi. Kế hoạch của cô sẽ bắt đầu thực hiện từng chút một. Nỗi đau đớn từng phải chịu cũng bắt đầu trả lại từng chút một cho những kẻ đã để lại thương tổn trên người cô. Buổi chiều thứ sáu, không có tiết dạy ở trường nên cô về nhà sớm. Vừa tới nhà, cô liền đi tìm Âu Dương Kiều, dằn dạy cô ta theo kiểu đánh phủ đầu. Cô ở đây bao lâu tôi không quan tâm, nhưng cô hãy tự quản tốt hành vi của mình. Đừng có coi nơi đây như nhà mình, mà muốn làm thế nào thì làm. Âu Dương Kiều chẳng phải là hạng người ngoan ngoãn gì, chịu phải sự oan ức như vậy, cô ta sầm mặt. Ý chị là gì? Tôi thì sao? Cô dám nói khi bọn tôi không có nhà thì cô không hề đi lung tung khắp nơi không? Tôi đi lung tung thì sao? Cản trở chị à? Bà Nam Cung đã kêu tôi coi đây như nhà của mình, chị kêu gào cái gì? Nếu cô chỉ đơn giản đi loanh quanh thì tôi cũng không nói gì, nhưng cô lại vào phòng của người khác mà không được sự đồng ý của họ, khiến một người làm chị như tôi mất mặt, càng khiến người khác bàn tán sau lưng nhà Âu Dương chúng ta không có giáo dục. Ai nói tôi vào phòng của ai, động vào đồ của ai thế? Âu Dương Kiều thẹn quá hóa giận, cô ta chưa từng bị người khác vu oan lần nào. Ai nói không quan trọng, quan trọng là có người đã phản ánh với tôi. Đây là chỗ nào chứ? Đây là dinh thự Bạch Vân, căn nhà giàu nhất ở thành phố B. Người giúp việc ở đây còn nhiều hơn gấp 10 lần nhà họ Âu Dương. Nhiều con mắt như vậy, cô nghĩ cô không thừa nhận là có thể êm xuôi qua chuyện được sao? Ai nói vậy thì chị đi tìm người đó tới đối chất với tôi xem. Tội danh có thể có, chỉ có đứa ngốc mới đi thừa nhận. Cô cứ tiếp tục cứng mồm đi, dù sao thì tôi cũng đã cảnh cáo cô rồi. Nếu như cô không cẩn thận với hành vi của mình, tới lúc đó đích thân bà Nam Cung đuổi cô để xem cô có còn mặt mũi nào không. Âu Dương Kiều tức giận tột cùng, hai tay chống nạnh đi về phía bậc thang. Để tôi đi hỏi xem rốt cuộc đứa khốn nạn nào đã nói bậy nói bạ như vậy. Đứng lại, Âu Dương Vân lạnh lùng quát cô ta. Còn ngại chuyện chưa đủ loạn phải không? Hiện tại bà Nam Cung vẫn chưa hay biết. Cô đi làm ồn ào như vậy thì cả nhà sẽ biết. Dù cho mẹ chồng tôi có để mặt cô thì trong lòng bà cũng sẽ thấy phản cảm. Không ai thích trong nhà mình bị người khác quấy phá tới mức gà bay chó chạy đâu. Câu nói đó quả nhiên đã kiềm được Âu Dương Kiều lại. Cô ta dừng bước nhưng vẫn nuốt không trôi cục tức này. Thế chẳng lẽ tôi phải nhẫn nhịn nỗi oan ức này à? Nếu biết an phận một chút thì sẽ chẳng ai trách oan cho cô đâu. Chị vẫn không tin tôi. Tôi là em gái ruột của chị đấy. Tôi thề với trời là tôi không hề vào phòng của ai, không động tới đồ của ai cả. Âu Dương Vân cười một cách châm biếm. Bây giờ thừa nhận là em gái tôi có hơi trễ rồi. Với những gì tôi biết về cô thì tôi chẳng thấy cô oan ức gì cả. Cô là người như vậy mà, không phải sao? Khuôn mặt Âu Dương Kiều đã tối càng thêm tối. E rằng người bôi nhọ tôi chính là chị. Tôi thật không nghĩ ra còn có ai ghét tôi hơn chị nữa. Tùy cô nghĩ thế nào thì nghĩ, dù sao thì ngoài việc nghĩ linh tinh ra thì cô cũng chẳng làm được việc gì có ý nghĩa cả. Vậy là chị thừa nhận rồi phải không? Âu Dương Vân đang định đi vào phòng thì bị Âu Dương Kiều trợn trừng mắt tức giận ngăn lại. Tôi không thừa nhận, đó là do cô tự cho là vậy thôi. Cô đi vòng qua bước vào phòng, Âu Dương Kiều cũng vào theo, nhất quyết bắt cô phải thừa nhận là cô đã trách oan cô ta, bị cô ta đeo bám tới mức phiền. Âu Dương Vân liền tức giận quát lên, đừng làm phiền tôi nữa, cô tưởng ai cũng giống như cô, ngày nào cũng không có việc gì để làm à? Nói khó nghe một chút là cô chẳng khác gì thứ đồ bỏ đi cả. Ngoài việc tiêu tiền của cha mẹ ra thì chẳng giúp cho gia đình chia sẻ được chút lo lắng nào. Cả ngày tự cho mình là đại tiểu thư nhưng lại chưa bao giờ làm một việc gì mà đại tiểu thư nên làm. Tất cả mọi khó khăn đều do tôi đứng ra xử lý.
Nếu không phải tôi bán thân thì bà lấy đâu ra tiền trả nợ ngân hàng? Giờ cũng vậy, bà muốn lấy được công trình đấu thầu của tập đoàn Nam Cung thì cũng chỉ có thể tìm tôi. Tôi ngoài việc được một vũ nữ sinh ra thì có chỗ nào không hơn cô chứ? Từ lúc sinh ra, Âu Dương Kiều đã là báu vật được nâng niu trong tay, có khi nào bị chửi là đổ bỏ đi đâu. Cô ta phẫn nộ, phát điên, cuồng loạn tới cực điểm. Chị thôi ngay cái kiểu tự dát vàng lên mặt mình đi. Chị tưởng chị là chúa cứu thế à? Chị tưởng trái đất này thiếu mất chị thì sẽ không chuyển động nữa sao? Chị chỉ là một con hồ ly con, được một con hồ ly già dạy dỗ thành mà thôi. Nếu năm đó không phải do mẹ tôi ngăn lại thì hôm nay chị làm gì có tư cách đứng đây mà diễu võ dương oai với tôi. Chị vẫn chỉ là loại người đê tiện bị tôi dẫm dưới chân mà thôi. Đừng cảm thấy ấm ức, có bản lĩnh thì tạo ra chút thành tích thực tế cho tôi xem. Nếu như cô có thể giúp bà có được thứ mà ông ấy muốn, lúc đó hãy tới nói với tôi rằng trái đất này sẽ không vì không có tôi mà ngừng chuyển động. Còn không, tôi chỉ có thể tự cho rằng mình chính là như vậy. Nhà Âu Dương không có tôi thì không thể tồn tại nổi. Phép khích tướng của Âu Dương Vân đã chọc giận Âu Dương Kiều thành công. Máu chảy trong người cô ta xông lên tận não. Cô ta không thèm nghĩ mà buột miệng nói luôn: được, vậy chị đợi đấy cho tôi nhất định sẽ khiến chị phải tâm phục khẩu phục. Mỏi mắt mong chờ, Âu Dương Vân ôm Dung nhún vai chỉ ra ngoài cửa: giờ phiền cô đi ra ngoài, tôi phải thay đồ rồi. Tôi muốn xem ai có thể cười tới phút cuối cùng. Âu Dương Kiều trừng mắt tức giận nhìn cô, đóng sập cửa rời đi. Thay đồ xong, Âu Dương Vân lại tới căn phòng cách vách, nói với cô gái vẫn còn đang giận dỗi ở bên trong: vừa rồi quên mất không nhắc cô, dù cô đã đi vào căn phòng nào cũng tuyệt đối không được tới phòng sách của anh rể. Anh ấy có rất nhiều tài liệu quan trọng trong đó. Nếu như cô dám đặt chân vào một bước thì sẽ không ai cứu nổi cô đâu, kể cả tôi. Cút, không cần giở quẻ mèo khóc chuột giả tử bi. Âu Dương Kiều phát điên lên, ném một cái gối rơi trúng tầm tay Âu Dương Vân, cô lại ném nó trở vào. Nếu như thấy sống ở đây không được vui vẻ thì cửa lớn dưới lầu lúc nào cũng rộng mở, cầm hành lý của cô đi đi, không có ai ngăn cản cô đâu. Ánh mắt lạnh lùng của cô rõ ràng là đang xem kịch vui. Âu Dương Kiều khiến nghiến răng căm hận, còn lâu cô ta mới bị mắc bẫy của người phụ nữ này. Âu Dương Vân tưởng cô ta không biết chắc, chẳng qua là thay một biện pháp khác để đuổi cô ta đi mà thôi. Tiếng giày cao gót mỗi lúc một xa dần, cô ta bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. Có một lúc nào đó đúng là cô ta thật sự muốn rời khỏi nơi quỷ quái này, nhưng lại không nuốt trôi nổi cục tức. Đã nói lời đinh ninh như vậy, nếu cô ta cứ thế bỏ đi thì chỉ càng khiến con hồ ly tinh đó coi thường mình. Không được, cô ta tuyệt đối không thể làm một con rùa rụt cổ được. Trên thế giới này, ai cũng có thể cười nhạo cô ta, chỉ có Âu Dương Vân là không được phép. Nếu như bị thua bởi một kẻ mà cô ta dẫm dưới chân, không thèm màng tới, thì cô ta thà chết đi còn hơn. Nhưng giờ phải làm sao? Đi cầu cứu Nam Cung Phong à? Anh lạnh lùng với cô ta như vậy, cô ta thật sự chẳng có chút tự tin về chuyện anh vì lời cầu khẩn của cô ta mà sẽ cho cô ta một cơ hội để chứng minh bản thân mình. Bên ngoài cửa sổ trời đã tối, Âu Dương Kiều buồn tới mức tóc đều sắp bạc cả. Người giúp việc dưới lầu gọi xuống ăn cơm, cô ta lấy lý do không được thoải mái nên không xuống. Âu Dương Kiều tiện thể dò hỏi chị gái và anh rể đã về chưa thì người giúp việc trả lời là chưa về. Nghĩ tới cảnh cáo trước khi đi của Âu Dương Vân không được phép bước vào phòng sách của Nam Cung Phong, Âu Dương Kiều đột nhiên nảy ra sáng ý, biết đâu trong căn phòng đó có thứ mà cô ta muốn. Quyết định xong, cô ta liền lặng lẽ đi vào căn phòng sách đối diện. Trước khi vào đây, đúng là cô ta chưa từng vào bất cứ căn phòng nào khác. Phòng sách tối tới mức đưa tay ra mà không thấy rõ năm ngón. Cô ta sờ soạng cả buổi mới tìm được công tắc đèn, bật đèn sáng cái tách. Âu Dương Kiều còn chưa kịp nhìn ngó xung quanh đã vội vàng bắt đầu việc tìm kiếm tài liệu liên quan đến công trình đấu thầu. Đúng là ông trời không phụ người có lòng. Trong lúc cô ta đang gấp rút muốn tìm cho ra thì thật sự cô ta tìm thấy thật. Trong ngăn kéo giữa của bàn đọc sách, một bàn kế hoạch về việc đấu thầu nằm ngay ngắn ở đó.
Âu Dương Kiều vui vẻ đi ra khỏi phòng sách, tâm trạng ảm đạm lúc trước lập tức trở nên tươi sáng trong khoảnh khắc này. Về tới phòng khách, cô ta lập tức khóa trái cửa lại, vội vàng gọi điện thoại cho bà mình. Alo, ba, con có tin tốt muốn báo cho ba. Tin tốt gì thế? Âu Dương Trường Phong không để tâm cho lắm. Cô con gái bảo bối chỉ cần không gây thêm phiền toái là ông ta đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Còn về tin tức tốt lành thì ông ta thật lòng không dám hy vọng cao xa. Chẳng phải bà muốn dò hỏi kế hoạch chi tiết lần đấu thầu này của công ty anh rể sao? Đúng vậy, sao con lại biết? Con nghe Âu Dương Vân nói. Nghe thấy tên của cô con gái lớn là Âu Dương Trường Phong lấy lại tinh thần ngay. Lẽ nào chị con đã hỏi anh rể và anh rể con đã nói cho nó biết rồi? Âu Dương Kiều hừ một tiếng tức giận. Chị ấy chẳng tốt thế đâu, chị ấy còn ước nhà ta phá sản đấy. Vậy thì đâu được coi là tin tốt, làm ba kích động một phen. Giọng điệu của Âu Dương Trường Phong không giấu nổi thất vọng. Ba, lẽ nào ngoài Âu Dương Vân ra thì ba không nghĩ tới con sao? Ba không hề nghĩ tới việc những điều chị ấy có thể làm thì con cũng có thể làm. Thậm chí chị ấy không làm được thì con cũng có thể làm được à? Ông bà có chút khó hiểu, cái gì mà làm được không làm được? Bà nghe mà thấy hơi choáng váng. Con nói thẳng cho bà vậy, kế hoạch đấu thầu lần này của công ty anh rể xoay quanh buổi đấu giá từ thiện ngày 13 tháng 7 tại tòa văn phong để quyết định hợp tác kinh doanh. Tức là ngày hôm đó, tại tòa văn phong, người trả giá cao nhất cho sản phẩm bán đấu giá sẽ nhận được quyền thi công công trình lần này. Âu Dương Kiều nói dứt một hơi xong thì bỗng thấy trong điện thoại im lặng hồi lâu. Cô ta tưởng ba mình không nghe thấy nên hỏi lại một cách không chắc chắn. Ba, ba có nghe thấy con nói không ạ? Nghe thấy rồi, nhưng tin tức này con lấy từ đâu ra vậy? Âu Dương Trường Phong kinh ngạc hỏi ngược lại, nguồn gốc của tin tức quan trọng như vậy làm sao dễ dàng để con gái mình biết được? Ba không tin con sao? Âu Dương Kiều cảm thấy không vui. Cô ta tưởng mình có thể nhận được sự tán dương từ ba mình cơ đấy. Không phải không tin, nhưng chuyện này không phải chuyện đùa đâu. Bà phải xác nhận nguồn tin có phải thật hay không, nếu không sẽ gây ra tổn thất kinh tế không hề nhỏ. Còn nhìn thấy ở trong phòng sách của anh rể, đúng là bản kế hoạch đấu thầu, hàng thật giá thật luôn. Âu Dương Trường Phong lại hỏi một lần nữa rồi mới cúp điện thoại. Sau đó ông ta suy nghĩ, đúng là cũng không phải là không có khả năng. Lần này tập đoàn Nam Cung xây dựng một trường tiểu học, hy vọng đó vốn là một công trình từ thiện. Việc đấu thầu công trình được bảo mật chắc là sợ sẽ xảy ra tranh chấp trong ngày đấu giá. Đến lúc đó sẽ không xác định được rõ ai thua, ai thắng. Không thể không thừa nhận con rể rất thông minh. Cùng cách như vậy để đấu thầu thật đúng là chưa từng có từ trước tới nay. Đến cuối cùng, miếng thịt mỡ béo bờ sẽ rơi vào tay người có tấm lòng lương thiện. Nếu như không phải do con gái bất ngờ báo tin cho ông ta thì công trình lần này đúng là không có duyên với ông ta thật. Bởi từ xưa tới nay, Âu Dương Trường Phong đâu phải là Bồ Tát sống. Đương nhiên, ông ta sẽ không đập tiền vào những chỗ vô nghĩa. Trải qua một đêm cân nhắc, cuối cùng ông ta quyết định ra tay đánh cược một ván. Thường trường vốn tàn nhẫn, không nỡ bỏ con thì sẽ không bắt được sói. Nếu có thể lấy được công trình lần này vào tay mình thì chắc chắn lợi nhuận sẽ gần như không thể tưởng tượng. Điều quan trọng nhất là có thể hợp tác thương mại với tập đoàn Nam Cung. Sau này, nguồn tài nguyên cũng sẽ cuồn cuộn chảy tới mà không cần phải lo lắng. Ngày 13 tháng 7, thời tiết sáng sủa, mới sáng sớm Âu Dương Trường Phong mang theo tâm tình kích động tới tòa văn phòng. Ông ta vốn cứ tưởng mình đến sớm, nhưng khi bước vào tòa nhà mới phát hiện đã có không ít người tới trước rồi. Ngoài một vài người cùng ngành thì những người khác đều là những ông lớn thành đạt mà ông ta không quen biết. Xem ra đối thủ cạnh tranh cũng không nhiều lắm. Âu Dương Trường Phong liền tìm một chỗ ngồi xuống, cảm thấy tràn đầy tự tin. Buổi đấu giá bắt đầu đúng lúc 9 giờ. Chỉ là một món cổ vật bình thường mà những người ra giá thì cứ hô liên tiếp. Âu Dương Trường Phong trong tình thế này bắt buộc phải chăm chăm theo sát đến cùng. 3 tỷ 300 triệu, 5 tỷ, 6 tỷ rưỡi, 13 tỷ, 15 tỷ. Lúc hô tới 20 tỷ thì căn bản không ai theo được nữa, nhưng có một người vẫn không bỏ cuộc.
Âu Dương trưởng phòng không quen biết người đó, cũng không chắc người đó có cùng ngành không, nhưng rõ ràng người đó giống ông ta, rất chung thủy với sản phẩm từ thiện này. 26 tỷ. Ông ta kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông trung niên đang ngồi trong góc. Rốt cuộc người kia đến từ đâu mà lại tranh đồ với ông ta? Một món đồ cổ tồi tàn có đáng giá cao như vậy không? Nếu như không phải vì dự án công trình của tập đoàn Nam Cung thì có tặng ông ta cũng không thèm. 26 tỷ lần thứ nhất, 26 tỷ lần thứ hai. Ông ta sốt ruột tới mức lòng bàn tay đổ cả mồ hôi. Nếu như tiếp tục bám theo thì dù có lấy được quyền thi công công trình này cũng không chắc đạt được nhiều lợi nhuận như thế. Trong lòng ông ta đau khổ giằng co, cuối cùng vẫn quyết bám theo. 33 tỷ. Người đó không bám theo nữa. Thế là Âu Dương Trường Phong đã thành công có được chiến lợi phẩm với giá 33 tỷ. Khi ông ta vui mừng cầm cổ vật tới công ty con rể thì mới biết một tin tức như sét đánh ngang trời. Nam Cung Phong nhìn món đồ bằng đồng mà ông ta đặt trên bàn, liền hỏi một cách kinh ngạc. Cái này để làm gì? Không phải là điều kiện để trúng thầu sao? Điều kiện để trúng thầu? Nam Cung Phong nhăn mày, là ý gì? Âu Dương Trưởng Phong giật mình vội vàng nói, chẳng phải nói chỉ cần lấy được món hàng từ thiện đấu giá tại tòa văn phong hôm nay là có thể có được quyền thi công đấu thầu của công ty con sao? Ai nói vậy nhỉ? Làm gì có chuyện đó ba? Sao lại không? Âu Dương Trưởng Phong nhảy dựng lên, con rể, con không thể nào bật ngược như vậy được. Mặc dù 33 tỷ không nhiều, nhưng đối với tiểu thương như bọn ta thì đó là một con số không hề nhỏ. Sắc mặt Nam Cung Phong trùng xuống. Bà vợ, đang nói gì vậy? Con làm sao mà bật ngược? Bà lấy bằng chứng ra đi. Bà vợ thấy anh không thừa nhận, còn bắt ông ta đưa ra bằng chứng, thoáng chốc cuống quýt cả lên. Ông ta vội vàng lấy điện thoại ra, bấm gọi cho con gái kêu cô ta ngay lập tức tới công ty. Âu Dương Kiều vừa nhận được điện thoại thì trong lòng có dự cảm chẳng lành, mí mắt cô ta cũng giật liên tục. Mặc dù bà không nói kỹ trong điện thoại, nhưng cô ta luôn cảm thấy đây không phải chuyện tốt đẹp gì. Quả nhiên, cô ta vừa xuất hiện trong văn phòng của Tổng Giám Đốc thì ba cô ta liền hỏi với vẻ mặt xanh mét. À Kiều, giờ anh rể con không thừa nhận nữa. Không thừa nhận việc chỉ cần đấu giá được đồ cổ ở tòa văn phong là có thể thành công trúng thầu. Bây giờ trước mặt anh ta, con hãy nói thật đi, con có tận mắt nhìn thấy kế hoạch đấu thầu không? Vâng ạ, con tận mắt nhìn thấy mà. Anh rể, sao anh lại có thể? Nhìn thấy ở đâu vậy? Bây giờ đưa nó ra cho tôi xem. Trong ngăn kéo ở giữa phòng khách của anh, nếu anh vẫn chưa lấy thì bây giờ chúng ta cùng về nhà xem là được. Vì mục đích khiến hai bà con hết hy vọng, Nam Cung Phong liền nhẫn nại cùng họ về nhà. Lên tới lầu, ba người cùng bước vào phòng sách, nhưng khi kéo ngăn kéo ra thì chẳng có gì cả, tập tài liệu bằng chứng kia đã biến mất. Kỳ lạ, hai ngày trước rõ ràng em nhìn thấy nó ở đây mà. Âu Dương Kiều nhíu chặt mày. Anh rể, anh đã lấy đi rồi đúng không? Cần tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, tôi chưa từng đặt kế hoạch đấu thầu ở đây bao giờ cả. Công trình lần này cụ thể đấu thầu thế nào vẫn đang trong quá trình thảo luận. Nếu không tin có thể đi xác nhận với các lãnh đạo cấp cao ở công ty tôi. Vậy sao lúc trước bà hỏi con thì con lại không tiết lộ lấy nửa câu? Khuôn mặt Âu Dương Trường Phong đã sớm tối sầm lại, sự thật đã bày ra ngay trước mắt mà ông ta vẫn còn cố dãy dụa trước khi chết. Sự việc chưa chắc chắn, bà hỏi con phải trả lời ba thế nào đây? Không khí ở trong phòng nghiêm trọng tới mức không nói nên lời. Sau khi ngây người cả nửa ngày trời, Âu Dương Kiều đột nhiên ý thức được điều gì đó. Cô ta hét lên đầy phẫn nộ. Là chị ta, chắc chắn là chị ta. Cô ta chộp lấy cánh tay của ba mình. Bà, chắc chắn Âu Dương Vân, chắc chắn là cái bẫy chị ta tạo ra để làm hại chúng ta. Giờ con đi tìm chị ta đối chất, con sẽ không để yên cho chị ta đâu. Đứng lại. Nam Cung Phong lạnh lùng quát lên. Cô làm loạn đủ chưa? Coi nơi đây là nơi nào vậy? Tôi còn chưa truy cứu việc tại sao cô vào phòng sách lục lọi đồ của tôi. Cô lại còn đi tìm vợ tôi gây phiền phức. Cô ấy không phải là chị của cô sao? Sao ai cô cũng có thể vu oan vậy? Chị gái cô chỉ là một giáo viên an phận thủ thường, không hiểu biết về những chuyện trên thương trường. Cô ấy có năng lực gì mà
mà đi tạo ra cái bẫy hãm hại cô chứ? Khiển trách xong, anh quay đầu nói với Âu Dương Trường Phong: Bà vợ, thật không ngờ bình thường bà lại dạy dỗ con gái mình như vậy, thật khiến người khác thất vọng. Bà, đúng là con đã nhìn thấy tài liệu đó mà, bà tin con đi, đúng là con đã nhìn thấy. Bốp! Âu Dương Trường Phong không nhịn được, liền tát cho cô ta một phát. Đây là lần đầu tiên ông ta đánh con gái mình. Nếu như không phải vì khó chịu cực kỳ, cộng với nỗi đau mất trắng 30 tỷ, thì dù thế nào, ông ta cũng không nỡ ra tay đánh cô con gái bảo bối trong lòng mình. Âu Dương Kiều kinh hoàng ôm mặt, nước mắt tủi nhục trào ra khỏi khóe mắt. Cô ta chạy ra khỏi phòng sách, nhanh chóng thu dọn hành lý, mang theo sự phẫn nộ tủi nhục ngập tràn, vừa khóc lóc vừa chạy về nhà. Về đến địa bàn của mình, nhìn thấy người mẹ cưng chiều mình nhất, cô ta ngay lập tức phát tác tâm trạng của mình. Âu Dương Kiều khóc tới mức trời u đất mở, la hét rằng cô ta chẳng còn mặt mũi nào mà sống tiếp nữa. Sau khi Âu Dương Vân nhận điện thoại của ba mình thì quay về thẳng nhà mẹ đẻ. Cô còn chưa bước vào cửa thì đã nghe thấy tiếng khóc thét của ai đó. Âu Dương Vân hít một hơi thật sâu, bước vào trong một cách thản nhiên. Kẻ thù gặp nhau, đôi mắt đỏ lên. Nguyễn Kim Tuệ không kiềm chế nổi, liền lao tới trước mặt cô, dùng sức đẩy cô một cái, nổi giận quát lên: Còn tiện nhân, không biết xấu hổ, còn dám xuất hiện trước mặt tao, hại con gái tao còn chưa đủ thảm phải không? Âu Dương Vân đứng vững vàng, hỏi lại một cách vô tội: Còn hại gì em đó cơ? Âu Dương Trường Phong đứng dậy, sắc mặt u ám kể lại chuyện đã xảy ra từ đầu tới cuối. Cuối cùng, ông ta nói với ý sâu xa: Tiểu Vân, con nói thật cho ba, chuyện này có phải do con làm không? Nếu con nói là không phải, thì mọi người có tin không? Cô cười tự giễu nói: Chắc sẽ không tin đâu nhỉ. Chẳng phải trước giờ mọi người chỉ nhận định suy đoán của mình là đúng thôi sao? Nói gì vậy? Phải là phải, không phải là không phải. Nếu không phải con làm thì đương nhiên sẽ không vu oan cho con. Vậy thì được, con nói thẳng cho ba biết, không phải con. Chị nói dối. Âu Dương Kiều gào thét cuồng loạn: Đây là cái bẫy chị cố ý tạo ra, là tôi quá ngốc mới nhảy vào đó. Cô có gì chứng minh tôi tạo bẫy không? Nếu không phải do chị ám chỉ có tài liệu quan trọng trong phòng sách thì chắc chắn tôi sẽ không đi tới đó. Chị dám nói chị không có dụng ý xấu xa? Đó là do hành vi của cô quá tùy tiện. Cô... Tôi đã cảnh cáo cô rồi, đừng có tùy ý vào phòng, động vào đồ của người khác cô lại không thèm nghe. Giờ xảy ra chuyện lại trở ngược đổ tội lên đầu tôi. Cô dừng lại một chút, mắt nhìn quanh một vòng. Tôi chỉ là người mà trước giờ chẳng ai nhìn lọt mắt mà thôi. Làm gì có khả năng đùa bỡn mọi người trong lòng bàn tay chứ. Nói tôi là người lập bẫy hại cô, Âu Dương Kiều, cô đúng là quá đề cao tôi rồi đấy. Thái độ trầm tĩnh của Âu Dương Vân khiến ai nhìn cũng không nhận ra là đang nói dối, nhưng lại không thể khiến hai người phụ nữ trước mặt tin tưởng. Thế mà Âu Dương Trường Phong lại tin cô. Đây không phải là sự tin tưởng của một người ba dành cho con gái, mà là ông ta không tin cô có khả năng đùa bỡn bọn họ trong tay. Vậy nên ông ta lựa chọn tin tưởng lời cô nói. Âu Dương Trường Phong kéo vợ và con gái vào phòng sách, đóng cửa lại, thấp giọng nói: Tôi biết hai người đang cáu, tôi còn bực mình hơn hai người, nhưng đây không phải là lúc tức giận, càng không phải lúc tức giận với nó. Chỉ cần nó còn làm vợ của Nam Cung Phong ngày nào thì ngày đó vẫn còn hữu dụng đối với chúng ta, cho nên mềm mỏng một chút, chuyện này cứ thế cho qua đi. Âu Dương Trường Phong nói một cách cực kỳ bất đắc dĩ. Tự dưng mất toi 33 tỷ, ông ta có thể không đau lòng được sao? Ông ta đau lòng hơn bất kỳ ai khác, nhưng khổ tâm có tác dụng gì chứ? Không có chứng cứ, cơn tức này chỉ có thể nuốt ngược vào trong mà thôi. Sau khi động viên vợ con, ông ta liền đi ra. Tiểu Vân, em gái con cũng là chịu phải oan ức, không có chỗ phát tiết, con đừng để bụng nó. Không sao, con quen rồi ạ. Âu Dương Vân hở hững cắt ngang lời của ba mình. Cô nhìn đồng hồ treo trên tường, không còn sớm nữa, nếu không còn chuyện gì thì con về đây. Ăn cơm đã rồi hẵng về. Lời nói của Âu Dương Trường Phong là lời nói khách sáo. Âu Dương Vân đương nhiên hiểu rõ, cô không phải người không có mắt. Cái nhà này trước giờ
chưa bao giờ hoan nghênh cô, hôm nay thì lại càng không. Ra khỏi căn nhà đó, tâm trạng của cô cực kỳ tốt cho tới khi cô về đến dinh Bạch Vân. Tâm tình vẫn tốt như vậy. Hôm nay đúng là một ngày khác với ngày thường. Bình thường rất ít khi gặp được mọi người ở trong phòng khách, vậy mà giờ lại gặp đúng ngay trong căn phòng này. Âu Dương Vân vui vẻ chào hỏi. Bà mẹ, con về rồi ạ. Ông bà Nam Cung quay đầu lại, nhìn thấy con dâu đều rất vui. Mẹ chồng liền ân cần hỏi, ăn cơm tối chưa? Cô nhìn về phía ai đó, có mắt mà như không trọng ở bên cạnh, mỉm cười gật đầu. Dạ, ăn rồi ạ, ăn ở nhà mẹ đẻ của con. Bà mẹ con đều khỏe cả chứ? Bà chồng hỏi. Dạ, đều khỏe, hai người cũng nhờ con hỏi thăm sức khỏe ba mẹ. Lúc này cô em chồng đột nhiên hỏi một câu, chị dâu, hôm nay em gái chị làm sao thế? Buổi chiều xách hành lý chạy ra ngoài như bị điên vậy, em không kéo lại được, cứ như là chịu phải nỗi oan ức lớn lắm khi ở nhà chúng ta ấy. Âu Dương Vân giật mình, ánh mắt cô một lần nữa lại di chuyển về phía ai kia. Hình như anh không định nói gì cả, đến ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn ngước lên. Không có gì, nó là vậy đấy, từ nhỏ đã được ba mẹ chị cưng chiều quá, thành hư rồi. Có lẽ tối qua chị nói nó vài câu, nó không vui, nên về nhà mẹ đẻ. Lần đầu nhìn là biết cô ta rất tùy hứng, hai người thật không giống cùng ba cùng mẹ sinh ra chút nào. Nam Cung Nhữ Dương nghe vậy thì cười trừ bảo, đừng có mà chó chề mèo lắm lông, ba mẹ cưng chiều con còn ít à? Ơ kìa, đang nói người ta, sao lại nói sang con rồi? Con và cô ta căn bản không giống nhau, anh trai con với cô ta mới giống. Nằm mà cũng trúng đạn à? Nam Cung Phong không vui ngẩng đầu, chất vấn em gái, sao lại giống cô ta? Hai người đều là những người được cưng chiều, tính khí vô cùng xấu xa, phải không chị dâu? Cô em chồng này đúng là rất biết kéo người khác xuống nước, tự mình nghĩ như vậy thì thôi, còn đi hỏi cô. Âu Dương Vân giả vờ cười gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nói đúng cũng không phải, không đúng cũng không phải, cô dứt khoát chỉ tay. Con vẫn còn bài thi phải chấm, con lên trước đây ạ. Cô rời khỏi phòng khách, cái nơi thị phi này như chạy trốn, đến căn phòng riêng của cô thì ngã người xuống giường, khóe miệng hơi nhếch lên để lộ ra một nụ cười nhạt hình bán nguyệt. Khi ở một mình vẫn là tốt hơn cả, có thể tự do tự tại hít thở, tâm trạng có vẻ không tồi nhỉ. Âm thanh đột nhiên rơi xuống dọa cô nhảy dựng, cô ngồi bật dậy kinh hoàng hỏi, sao lại vào mà không gõ cửa? Nam Cung Phong dựa vào cạnh cửa, khoanh tay trước ngực hùng hồn hỏi ngược lại, cô đã đóng cửa chưa? Cô chưa đóng cửa sao? Hình như là chưa đóng thật. Tìm tôi có việc gì không? Cô lúng túng nói sang chuyện khác, ngồi một cách nghiêm chỉnh đợi anh nói ra lý do của mình. Tôi cảm thấy cô hẳn là có chuyện muốn nói với tôi. Cô lắc đầu đầy quả quyết. Không, tôi không có gì nói với anh cả. Tôi có thể nói gì với anh chứ? Tôi và anh chưa bao giờ có chung tiếng nói cả. Vậy, để tôi vạch trần là do cô làm phải không? Mặc dù Nam Cung Phong không hề nói rõ là chuyện nào, nhưng Âu Dương Vân bỗng thấy chột dạ. Cô bắt đầu hoang mang. Dưới vẻ ngoài lạnh lùng đẹp trai của anh, rốt cuộc đang cất giấu một trái tim tường tận mọi việc tới mức nào? Tại sao cô có thể lừa được ba mình mà lại không lừa được người đàn ông đang đứng trước mặt này? Thế nhưng cô cũng không phủ nhận, cô biết mình không lừa nổi anh. Ừ, không muốn rằng co, không biết sợ là gì, do đó cô bình thản gật đầu. Tại sao? Phần lớn cuộc đối thoại giữa hai người đều lời ít ý nhiều như thế. Thứ mà Nam Cung Phong muốn nghe chỉ là trọng tâm, nên cô không cần phải giải thích quá nhiều những lý do râu ria bên cạnh. Không cam tâm việc bản thân bị bán đi một cách vô nghĩa như vậy, nên mới muốn chuyển tiền bán thân tặng cho tổ chức từ thiện. Một lý do hết sức thuyết phục, nhưng tôi thấy ít nhiều cũng có chút tâm lý báo thù trong đó. Sao lại nói như vậy? Lẽ nào không phải sao? Con gái của kẻ thứ ba luôn luôn hận người đàn ông đã bỏ rơi mẹ cô ta. Âu Dương Vân không nghĩ gì khác, cười đáp. Phân tích rất hợp lý, đáng tiếc sự thật lại không phải như vậy. Đứa con của kẻ thứ ba không có lý do gì lại đi thù hận người khác, xen vào cuộc hôn nhân của người khác thì bản thân đã là người sai rồi. Điều kiện tiên quyết là nếu như bọn họ không gây ra tội lỗi,
không thể tha thứ đối với mẹ cô. Rất tốt, hy vọng đúng như những gì cô nói. Mặc dù đã từng ly hôn 6 lần, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể chấp nhận một người phụ nữ dựa vào tôi mà tiến bước cao ở bên cạnh mình. Lập trường của anh, từ ngày biết anh đã từng chịu tổn thương thì đã dự liệu được rồi. Vậy nên cô chỉ có thể bất đắc dĩ như vậy, sống một cuộc sống mà đã nói dối một lời thì sẽ phải nói dối những lời tiếp theo. Nhìn theo bóng hình anh quay lưng rời đi, cô đột nhiên mở miệng. Sao anh lại biết được? Sao anh lại chắc chắn là tôi làm? Ngoài cô ra, tôi có đối tượng khả nghi thứ hai sao? Nam Cung Phong quay đầu lại, cô im lặng. Âu Dương Kiều chắc cũng đã nói với anh rồi, nói là tôi đã gợi ý cho nó vào phòng sách của anh. Nói rồi, anh liếc cô một cái với ý vị sâu xa. Cô ta muốn đi tìm cô tính sổ, nhưng đã bị tôi ngăn lại. Tại sao anh lại muốn giúp tôi? Câu này, Âu Dương Vân hỏi một cách rất khiêm cung. Về luật pháp, cô là người phụ nữ của tôi. Khi người khác hoài nghi cô, tôi nên đứng ra bảo vệ. Cảm ơn. Cô kinh sợ, nói lời cảm ơn. Một câu nói, cô là người phụ nữ của tôi, thật khiến người khác bất an muôn phần. Nửa đêm, Âu Dương Vân bị cơn đói tra tấn mà tỉnh giấc. Cô xoa xoa cái bụng khô quắt queo của mình, lúc này mới nhớ ra cô vẫn chưa ăn cơm tối. Dạ dày cô vốn không tốt, ba bữa còn không ăn đúng giờ thì cách không xa ngày chết là mấy rồi. Cô lần mò ngồi dậy, mở hé ra một khe cửa nhỏ, bốn bề yên tĩnh, chỉ có tiếng thở trầm ổn đều đều của đàn ông. Cô rón rén đi ra khỏi căn phòng riêng của mình, khom người tiến tới, định đi xuống bếp dưới lầu tìm ít đồ ăn, lại sợ đánh thức Nam Cung Phong. Thế là cố gắng khống chế động tác, đi nhẹ nhàng ra ngoài giống như một bóng ma. Tới phòng bếp dưới nhà, cô mở tủ lạnh ra xem, toàn là những thức ăn lạnh. Cô không ăn nổi đồ nguội, liền nhìn xung quanh một lượt, nhìn thấy một hộp mì tôm. Cô cầm trong tay như ngọc quý, đổ nước sôi vào, rồi kiên nhẫn chờ đợi. Còn người ta, khi rơi vào lúc đói khát, mới cảm nhận được hạnh phúc, chẳng qua là được ăn một bát mì nóng hổi. Lúc này, mì tôm tỏa ra mùi hương thơm phức, khiến cô cảm thấy thật hạnh phúc biết bao. Trong lúc chờ đợi mì chín, cô nằm gục xuống bàn chợp mắt, hồn nhiên, không biết phía trước đã có người đứng đó từ khi nào, đang ung dung nghiêm chỉnh nhìn cô. Ước chừng thời gian cũng vừa lúc rồi, cô liền cầm nĩa, xúc miếng mì đưa vào miệng. Khi cô hơi ngẩng lên, thì cuối cùng cô cũng phát hiện ra sự bất thường ở phía trước. Lập tức, miếng mì nghẹn ngay cổ họng, nuốt cũng nuốt không trôi, nôn cũng không nôn ra được, lúng túng tới mức chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui vào. Nam Cung Phong cười mà không cười, đi tới liếc mắt nhìn cô, nhìn tô mì đang bốc hơi nghi ngút trong tay cô, hỏi như trêu tức, không tệ phải không, mùi vị ấy. Cô vội nuốt miếng mì giống như nhai một miếng thịt khô, xấu hổ gật đầu, cũng tạm được, anh có muốn ăn thử không? Cô cho rằng tôi sẽ ăn thứ này sao? Cô cho rằng anh sẽ không ăn thứ này nên cô mới hỏi một cách tượng trưng như vậy. Anh xuống uống nước phải không? Âu Dương Vân đứng dậy, định đi rót cho anh cốc nước. Anh sầu xa nói, tôi xuống xem cô làm gì. Tôi à? Cô cười đứng đơ, tôi ăn khuya. Không ăn cơm tối sao? Ăn rồi. Vừa dứt lời, cái bụng lại không thức thời reo lên vài tiếng. Cô vội vàng giải thích, nhưng ăn ít. Có muốn ra ngoài ăn chút đồ ngon không? Âu Dương Vân tưởng cô nghe nhầm nên không dám trả lời, cũng không dám bảo anh nói lại thêm lần nữa, cứ sững sờ ngây ngốc đứng đó. Nam Cung Phong đợi tới mức mất hết kiên nhẫn, anh nhướng mày, có đi hay không? Hả? Ồ, được thôi. Cô thu dọn bát mì một cách qua loa rồi đuổi theo bước chân anh ra ngoài. Ban đêm ở ngoài không tối tới mức giơ tay ra không nhìn thấy năm ngón. Anh đi phía trước, cô đi theo ở phía sau. Ánh trăng chiếu rọi vào hai con người, tạo thành hai cái bóng cổ quạnh. Có lẽ lý do thời gian nên Nam Cung Phong không định đi quá xa. Anh chọn một nhà hàng cách nhà gần nhất. Nhà hàng này không lớn lắm, nhưng điều kiện rất tốt, sạch sẽ, tào nhã. Chiếc đèn treo màu vàng ấm áp, phát ra ánh sáng dịu dàng. Phong cách trang trí theo kiểu Bắc Mỹ, kết hợp với âm nhạc nhẹ nhàng như nước chảy, khiến người ta bỗng như rơi vào ảo giác rằng nơi họ bước vào không phải là một nhà hàng mà là
một ngôi nhà ấm áp. Người phục vụ đưa thực đơn tới, Nam Cung Phong dùng mắt ra hiệu cho cô gọi món, nhưng cô đẩy qua anh. Anh gọi đi, tôi không quen nơi này lắm, không biết món ăn nào ngon. Anh cũng chẳng chối từ, tùy ý lật lật buông mi mắt xuống, rồi chỉ vài món đặc sắc cho người phục vụ. Âu Dương Vân nhìn anh không rời, cho đến khi anh gập quyển thực đơn lại, đột ngột ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt của cô, thì cô mới ngại ngùng chuyển ánh nhìn của mình đi hướng khác. Muốn nói gì thì nói đi. Nam Cung Phong nhận ra cô có điều gì đó muốn nói nhưng lại thôi. Chỉ là có chút hiếu kỳ, tại sao anh lại đột ngột đề nghị ra ngoài ăn? Sao nào, quan được phóng hỏa mà dân không được thắp đèn à? Âu Dương Vân vội vàng lắc đầu. Không phải vậy, chỉ là không ngờ anh cũng có thói quen ăn khuya. Những thứ mà cô không ngờ còn nhiều lắm. Cái gì mà cũng để cô suy ra được thì người khác không cần sống nữa rồi. Ngón tay dài của Nam Cung Phong chỉ về phía tủ rượu. Có muốn uống vài chén không? Không muốn, không muốn. Nghĩ tới trạng thái không bình thường sau khi uống rượu lần trước, cô liền từ chối không cần suy nghĩ. Nhân viên phục vụ nhanh chóng bưng đồ ăn lên. Đĩa nào đĩa ấy trông thật tinh tế, nhìn thôi đã kích thích khẩu vị của người ta rồi. Âu Dương Vân đói đến mức váng vất từ lâu. Cô mặc kệ tất cả, cầm đũa lên đưa thức ăn vào miệng. Thế nào? Rất tuyệt. So với mì tôm thì sao? Ngon hơn rất nhiều. Khuôn mặt tươi cười của cô giống như đóa hoa nở rộ. Nam Cung Phong nhìn đến thất thần. Anh đột nhiên nói một câu: sinh một đứa bé đi. Phụt. Một ngụm canh nóng suýt nữa phun cả ra ngoài. Âu Dương Vân khiếp sợ ngẩng đầu lên, lắp bà lắp bắp hỏi: ai? Ai sinh với ai? Cô nói xem. Anh nhướng mày: tôi và anh ấy hả? Nhạc nhí, không cùng tôi thì cô nghĩ cùng ai? Một tia xám xịt xẹt qua từ đầu cô. Âu Dương Vân có cảm giác như thế giới sắp đến ngày tận thế vậy. Người đàn ông coi phụ nữ như con rán kia lại chủ động đề nghị sinh em bé, thật khiến người khác không dám tin, hoảng sợ tột cùng. Nhưng anh lại không yêu tôi. Ai nói sinh em bé thì nhất định phải yêu mới sinh được. Vậy chẳng khác gì công cụ sinh nở cả. Nói vậy tức là cô không đồng ý. Cô cười một cách ngượng ngùng. Cũng không phải không đồng ý, mà là tôi cho rằng anh nên cân nhắc cẩn thận. Tôi cảm thấy hình như hiện tại anh không được tỉnh táo cho lắm. Nếu tôi nói hiện tại tôi rất tỉnh táo, hơn nữa đã cân nhắc cẩn thận rồi thì sao? Vậy thì để cho tôi suy nghĩ cái đã. Chuyện như thế này phải để mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý mới được. Nam Cung Phong gật đầu. Được, cho cô thời gian suy nghĩ 3 ngày. Sau 3 ngày thì trả lời tôi. 3 ngày? Cô trợn tròn mắt. Ít quá không? Ít quá. Vậy có cần cho cô thời gian 30 năm không? 30 năm? Vậy thì lại dài quá. Đúng vậy đó. Vậy nên tôi không ngại cho cô nhiều thời gian suy nghĩ hơn một chút, mà chỉ sợ đến lúc đó cô không sinh nổi nữa thôi. Không sinh được chỉ là chuyện nhỏ. Một người thay phụ nữ như thay áo, anh đổi từ kỳ hạn 3 tháng kéo đến 30 năm mới là chuyện lớn sống không bằng chết. Vòng đấu khẩu thứ nhất, sau khi Nam Cung Phong trợn mắt hỏi một câu cô thật hiểu tôi thì tuyên bố kết thúc. Lấp đầy bụng xong, hai người ra khỏi nhà hàng. Âu Dương Vân nhìn thời gian trên đồng hồ, đã là rạng sáng 2 giờ. Cô cảm thấy hơi thổn thức, đây là lần đầu tiên cô làm cú đêm. Từ trước tới nay, theo quy chuẩn quen rồi, chưa bao giờ biết và cũng không muốn biết qua 12 giờ đêm thì sẽ như thế nào. Khi đứng ở nơi rộng rãi, có ánh sáng mặt trăng và những ngôi sao giao thoa, cô đột nhiên có một cảm giác bình lặng đáng quý. Ít nhất thì sự bình lặng này cực kỳ hiếm thấy ở đô thị huyên náo vào ban ngày. Nhìn gì vậy? Đi thôi. Nam Cung Phong đã ngồi vào trong xe, thấy Âu Dương Vân đứng ngẩn người nhìn lên bầu trời thì buồn bực nhắc cô lên xe. Ồ, được. Cô vội vàng mở cửa xe ngồi vào, nhìn thẳng về phía trước. Được rồi, đi thôi. Cái kia. Nam Cung Phong dùng ánh mắt ra hiệu cô vẫn chưa thắt dây an toàn. Cô phất tay lười biếng. Không sao, một xíu là tới nhà rồi. Cảnh ba nửa đêm cũng không có cảnh sát giao thông. Đừng tin tưởng khả năng lái xe của tôi quá. Giống như cô đã nói vậy, hiện giờ có khả năng tôi không được tỉnh táo đâu. Anh vừa nói, vừa đột ngột nghiêng người vươn tay thắt dây an toàn cho cô. Cử chỉ này
chợt gợi lên một ký ức mơ hồ trong Âu Dương Vân. Cô nhớ lần trước khi hai người cùng ra ngoài ăn cơm, anh cũng di chuyển qua lại trước mắt cô ở khoảng cách gần như vậy. Chỉ là lần đó cô có thể mượn rượu mà vuốt ve khuôn mặt anh không chút kiêng nể, còn lần này cô chỉ có thể nín thở, cơ thể cứng nhắc không dám cử động. Chiếc xe chuyển bánh rời đi, Âu Dương Vân không hiểu sao chợt cảm thấy nóng bức. Cô mở cửa sổ, hơi ló đầu ra ngoài tận hưởng cảm giác được gió tạt qua mặt. Một lúc sau, cô thật sự không thể kiềm nén nổi hoài nghi trong lòng, liền quay đầu lại hỏi, tại sao đang yên đang lành lại đề nghị sinh em bé vậy? Đoán thử xem. Nam Cung Phong sâu xa liếc nhìn cô. Cô suy nghĩ vài giây rồi nói ra suy đoán không chắc chắn lắm của mình. Có lẽ là vì anh yêu tôi mất rồi nên muốn biến tôi thành người cuối cùng trong cuộc hôn nhân của anh. Chúa ơi! Nam Cung Phong giờ khóc giờ cười, biểu cảm như bị sét đánh một cái thật mạnh. Sao? Không đúng à? Máu chó tới nhà rồi. Âu Dương Vân trợn tròn mắt, không vui trách móc. Vậy thì anh đừng bảo tôi đoán. Không thì tôi đoán rồi, đừng có nói là máu chó. Một người đàn ông đề nghị sinh em bé với một người phụ nữ, ngoài việc muốn cùng cô ta sống tới lúc đầu bạc răng long, tạo thành một gia đình trọn vẹn, anh nói xem thì còn muốn làm gì nữa chứ? Đó là suy nghĩ của những người đàn ông bình thường. Nhưng tôi là người đàn ông bình thường sao? Nam Cung Phong hỏi ngược lại. Cô bỗng nhiên im lặng. Đúng rồi, ở cùng một người đàn ông không bình thường, cô làm sao có thể dùng tư duy bình thường để đi phân tích được chứ? Không có được tiếng nói chung, hai người đều trở nên im lặng. Khi chiếc xe sắp chạy về tới nhà thì anh đột nhiên mở miệng nói ra một câu không đầu không đuôi, bởi vì cô thông minh. Gì cơ? Âu Dương Vân cảm thấy có chút mù mờ. Chẳng phải hỏi tôi lý do sinh em bé sao? Đây chính là lý do, bởi vì cô đủ thông minh nên cô có tư cách sinh và nuôi dạy thế hệ sau của Nam Cung Phong tôi đây. Nói như vậy thì anh chỉ muốn có một đứa con thông minh chứ không cần quan tâm mẹ của đứa bé là ai sao? Có thể lý giải như vậy. Âu Dương Vân hít một hơi thật sâu. Cách trả lời như vậy khiến cô thấy cực kỳ không vui. Rõ ràng là coi cô như công cụ sinh nở. Vậy là anh đánh giá cao tôi rồi. Tôi không thông minh như anh nghĩ đâu. Có thể nhận thấy điều đó qua việc tôi đã đoán sai suy nghĩ của anh. Nam Cung Phong không cho là như vậy. Anh cười. Người dù có thông minh thì cũng có những lúc đoán không trúng suy nghĩ của người khác. Đây không phải là do người suy đoán kia không thông minh, mà là người được đoán quá kỳ quặc. Tại sao lại cho rằng tôi không thông minh? Là do nghề nghiệp dạy học của tôi nên mới cảm thấy chỉ số thông minh của tôi cao hơn so với người khác. Nghề nghiệp là một nguyên nhân, nhưng có một vài chuyện cũng có thể chứng minh được điều đó. Ví dụ như cô có thể khiến ba mình tổn thất 30 tỷ cho tổ chức từ thiện. Âu Dương Vân vỗ trán thở dài xoắn xuýt nói, đó không phải là thông minh mà là thủ đoạn, là hành vi vô cùng đáng sợ. Dùng thủ đoạn thì cũng phải là người thông minh mới dùng được. Thông minh như vậy không phải là cách giáo dục tốt. Làm ba mẹ phần lớn đều hy vọng con cái của mình là một người đàng hoàng, quang minh, lỗi lạc. Hy vọng của đa số người không hề đại diện cho lập trường của Nam Cung Phong tôi. Là con cháu của nhà Nam Cung, từ lúc sinh ra đã mặc định sẽ gánh trọng trách kế thừa sự nghiệp. Đương nhiên, thủ đoạn là một phần trí tuệ không thể thiếu. Âu Dương Vân bó tay hoàn toàn rồi. Xem ra, nói đến đáng sợ, cô căn bản không thể theo kịp. Chiếc xe dừng lại. Hai người ai nấy tự xuống xe. Nam Cung Phong có thói quen đi phía trước, Âu Dương Vân theo sát phía sau. Đừng có đạp vào cái bóng của tôi. Anh đột nhiên quay người lại, bất thình lình cảnh cáo. Hử! Âu Dương Vân lại im lặng một hồi. Có cần phải soi mói như vậy không? Không để người ta đi sóng vai thì thôi, ngay cả cái bóng cũng không cho người ta dẫm lên. Cô bắt đầu tưởng tượng, nếu như có con với người đàn ông này thật thì chắc là tính tình đứa bé cũng chẳng ra làm sao. Tôi vẫn còn một câu hỏi nữa, giả sử thật sự sinh em bé thì tôi phải làm sao? Nam Cung Phong không hiểu ý của cô lắm. Cô đổi sang phương thức trình bày khác, cũng có nghĩa là anh định thu xếp cho tôi thế nào? Cô, anh nhún vai, tới từ đâu thì về đó thôi. Không phải chứ,
anh nhẫn tâm để đứa bé không có mẹ sao? Âu Dương Vân lại hết nói, tên này rốt cuộc là loại vật thể hiếm thế nào thế? Không có mẹ thì làm sao? Quý Phong không có ba, không mẹ cũng chẳng phải vẫn trưởng thành, chỉ số IQ cũng không thấp hơn bất kỳ ai sao? Nói chuyện không hợp, quả nhiên nửa câu cũng nhiều. Lên tới lầu, trước khi Âu Dương Vân vào phòng riêng của mình, cô nghĩ ngợi cảm thấy không cam tâm, lại quay đầu hỏi, mấy người vợ trước của anh đều là kẻ ngốc sao? Hay là cũng có người thông minh nhưng lại không chịu sinh con cho anh? Cũng không rõ có phải là ngốc không nữa, bởi vì không tiếp xúc nhiều với bọn họ, cô là người đặc biệt hơn một chút. Bên trong cô như có thứ gì đó rơi lộp bộp, cô giả bộ tiếp tục hỏi, tôi đặc biệt ở chỗ nào? Nhìn không quá đáng ghét, ở cùng cũng không cảm thấy có gánh nặng gì, vậy nên tiếp cận gần hơn một chút. Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng nói được một câu khiến cô cảm thấy thoải mái hơn được một chút. Anh kể cho tôi nghe chuyện mấy người vợ trước của anh đi, thực ra tôi vẫn luôn tò mò chuyện đó. Âu Dương Vân lao tới trước mặt Nam Cung Phong. Nương theo sự hòa hợp tối nay của hai người, cô cảm thấy hơi lâng lâng, to gan đi khiêu chiến chủ đề tới giới hạn của anh. Tôi và cô thân nhau lắm sao? Giờ cô ngồi lên giường của tôi như vậy à? Tôi là mẹ tương lai của con anh, có thể không thân thiết được sao? Nói đi, nói đi. Được rồi đó, đừng có được voi đòi tiền, về phòng của cô đi. Nam Cung Phong dứt khoát hạ lệnh tiễn khách. Âu Dương Vân chẳng thèm bận tâm, cứ bám lấy anh không buông. Bị cô cuốn lấy, mất hết cả kiên nhẫn, anh cởi quần áo ra nằm xuống giường, rồi vỗ vỗ vào vị trí trống bên cạnh. Đã muốn nghe như vậy thì ngủ ở đây đi, chúng ta vừa làm vừa nói. Âu Dương Vân tưởng anh nói đùa, liền nằm xuống thật. Theo như kinh nghiệm trước đây của cô thì chắc chắn Nam Cung Phong sẽ lập tức chán ghét mà né tránh, nhưng lần này lại nằm ngoài dự liệu của cô. Nam Cung Phong không những không hề né tránh mà còn trở mình đè cô xuống. Anh định làm thật à? Cô trợn trừng mắt kinh ngạc, tay chân đột nhiên trở nên luống cuống. Cô thấy bộ dạng của tôi giống như đang đùa lắm sao? Nam Cung Phong lần tay theo vạt áo của cô và bắt đầu mở cúc áo, một cái, hai cái. Âu Dương Vân hoàn toàn rơi vào trạng thái hóa đá. Khi anh mở tới chiếc cúc thứ ba thì cô mới như bừng tỉnh, vội vàng đưa tay ngăn lại. Không được. Tại sao? Anh nhướng mày, biểu cảm rõ ràng là không vui. Âu Dương Vân nuốt nước bọt đầy lo lắng. Tôi không tiện. Đều là người trưởng thành cả, cái không tiện mà cô nói tới đương nhiên anh biết rõ là chuyện gì, nhưng mà anh có tin hay không thì lại là chuyện khác. Nam Cung Phong lập tức xuống khỏi người cô và nói, thật phiền phức. Cả hai người đều có chút lúng túng. Âu Dương Vân còn đỏ mặt tới tận mang tai. Cô bỏ dậy rồi chạy về phòng riêng của mình. Âu Dương Vân đóng cửa, lập tức úp mặt xuống giường, hai tay ôm lấy mặt. Sáng ngày hôm sau, khi cô xuống lầu ăn sáng, tinh thần không được tốt lắm. Vốn là người có thói quen sinh hoạt rất tốt, đột nhiên rối loạn công việc và nghỉ ngơi ít nhiều cũng khiến cô khó có thể thích ứng. Nhưng điều khiến người khác chú ý là cô không ổn là một chuyện, mà ngay cả Nam Cung Phong cũng không ổn, thậm chí nhìn còn uể oải phiền muộn hơn cả cô nữa. Hai đứa tối qua nghỉ ngơi không được tốt à? Bà Nam Cung nhanh nhạy, chỉ cần nhìn là biết sự bất thường của con trai và con dâu. Âu Dương Vân không biết phải trả lời thế nào, liền lặng lẽ đá chân Nam Cung Phong. Đừng có mà lần nào dính tới hai người thì anh cũng giả câm giả điếc như vậy được không? Nam Cung Phong hơi ngước mắt lên hở hững đáp lại, tối qua hầu như không có ngủ. Hả? Không ngủ? Lời nói của anh khiến mọi người kinh ngạc. Bà mẹ và em gái đồng loạt quét mắt nhìn sang. Bà Nam Cung kinh ngạc hỏi con dâu, Tiểu Vân, đừng nói là con cũng không ngủ nhé. Âu Dương Vân cơ hồ muốn ói ra máu. Sớm biết sẽ có cục diện thế này thì có đánh chết cô cũng không trông chờ tên kia giải vây giúp rồi. Con có ngủ, chỉ là gặp chút ác mộng nên ngủ không được ngon lắm. Cô ấy mơ thấy nửa đêm ăn vụng đồ trong bếp, kết quả bị con bắt được. Anh... Nếu không phải đang ngồi trước mặt cả nhà thì thật sự cô muốn bóp chết anh. Anh hai, anh cũng hài hước thật nha. Cô em gái nhìn hai người
phụt ra một tiếng, thiếu chút nữa thì phì cười. Âu Dương Vân cảm thấy hận, cô chỉ muốn bầm thây Nam Cung Phong ra thành trăm mảnh để giải hận. Cô thò tay dưới gầm bàn, định dùng hết sức lực véo anh một phát thì bị anh nhanh hơn túm lấy, nắm chặt trong lòng bàn tay. Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật như vậy. Lòng bàn tay của anh rất nóng, khiến cô không khỏi nghĩ tới tình hình đêm qua. Cả ngày hôm đó, tâm trạng của Âu Dương Vân cực kỳ tốt, có lẽ nguyên nhân là do mối quan hệ của cô với Nam Cung Phong đã trở nên hòa hợp hơn. Nhưng dấu hiệu tốt đẹp đó chẳng kéo dài được bao lâu. Vào lúc chạng vạng tối, cô vừa về tới nhà thì cảm thấy một bầu không khí nghiêm trọng mà trước giờ chưa từng có. Mẹ chồng cùng em chồng đứng im lặng hồi lâu trước phòng sách của bà chồng, biểu cảm trên khuôn mặt hai người vô cùng lo lắng, giống như có chuyện gì đó không vui đang xảy ra trong căn phòng đó vậy. Mẹ, sao vậy ạ? Cô bước nhanh tới nghi ngờ hỏi. Triệu Tịch Lận vừa nhìn thấy con dâu thì giống như túm được cọng rơm cứu mạng. Tiểu Vân, con mau nghĩ cách xem, Phong và ba nó cãi nhau rồi. Mẹ chồng vừa nói dứt lời thì chợt nghe thứ gì đó quăng đập xuống đất, vang một tiếng xoảng cực lớn, khiến ba người kinh sợ trợn mắt há mồm. Âu Dương Vân là người kinh hãi nhất, mặc dù bình thường Nam Cung Phong lạnh lùng, cũng không có vẻ gì thân thiết với ba mẹ cho lắm, nhưng anh chưa bao giờ tranh cãi như vậy. Lúc này, mức độ cãi lộn kịch liệt tới mức cánh cửa dày nặng cũng khó có thể ngăn được âm thanh thoát ra. Mẹ, chúng ta vào trong đi. Cô đưa tay đẩy cửa, nhưng đẩy thế nào cũng không mở được. Cô em chồng run rẩy nói, vô ích thôi, cửa bị họ khóa trái bên trong rồi. Vậy làm sao? Chiến tranh tiếp tục dâng cao, tiếng đồ vật bị đập vỡ, xen lẫn với tiếng cãi vã kịch liệt, khiến cho một người trước giờ vẫn luôn bình tĩnh như Âu Dương Vân luống cuống cả tay chân, không biết phải làm sao cho tốt. Vào lúc không biết làm thế nào, bất ngờ cô nghe thấy cái tên Đường Huyền. Cơ thể cô bỗng nhiên trở nên cứng đơ. Cô hỏi mẹ chồng, mẹ, có liên quan đến người phụ nữ đó hả mẹ? Mẹ chồng im lặng không nói, buồn rười rượi quay người đi, ngồi xuống ghế sofa lòng nước mắt. Sự im lặng đó càng khiến cô thấy cần chắc chắn về suy đoán của mình. Cô quay qua hỏi cô em chồng, Tình Tình, là do Đường Huyên phải không? Nam Cung Tình Tình lắc đầu ủ rũ, em cũng không rõ, khi em về tới nhà thì bà và anh đã cãi nhau rồi. Âu Dương Vân ghé sát tai vào cửa sổ, cô muốn nghe kỹ hơn một chút, nhưng đáng tiếc là ngoài giọng nói phẫn nộ ra thì nội dung cãi nhau không thể nào chấp vá nổi và nghe được cho rõ. Vậy nhưng một câu lảo bầu của cô em chồng đã bị cô nghe thấy. Trên thế giới này, sợ rằng ngoài chị Huyên Huyên ra, chẳng còn người phụ nữ nào có thể khiến anh trai của mình mất kiểm soát như vậy. Bắt đầu từ giây phút này, cô bắt đầu tò mò rốt cuộc đó là người phụ nữ như thế nào mà lại có thể khiến một người đàn ông như Nam Cung Phong yêu tới mức độ không ngại trở thành kẻ thù với người nhà. Cô tiếp tục dán sát mặt vào cánh cửa. Lúc này cánh cửa mở ra mà không hề báo trước. Tiếp theo đó, một khuôn mặt lạnh như băng đập vào mắt cô, đi xẹt qua cô với vẻ mặt vô cùng giận dữ, cũng không thèm nhìn cô lấy một cái. Âu Dương Vân ngây người, chuyển ánh mắt vào trong căn phòng, một đống lộn xộn trên mặt đất. Bà chồng bước ra ngoài với khuôn mặt không chút biểu cảm. Ông nói bằng giọng khàn khàn, mau đi theo nó, không được rời khỏi dù chỉ một bước. Cô gật đầu, quay người chạy về phía phòng khách. Khi đi ngang qua ghế sofa, bà Nam Cung liền kéo cô lại nghẹn ngào dặn dò, dù nó đối xử với con thế nào thì con cũng đừng giận dỗi mà bỏ mặc nó một mình. Con biết rồi ạ. Gửi tới mẹ chồng một ánh mắt khẳng định, cô liền nhấc chân đuổi theo anh ra ngoài. Lúc này cô tuyệt đối không hề bỏ mặc người đàn ông đang có tổn thương tình cảm như thế được, không chút kiêng nể mà lãng phí cuộc đời của anh như thế. Nam Cung Phong giống như oan hồn rơi vào địa ngục, anh mang theo phẫn nộ và ẩn nhẫn ngập tràn điên cuồng đạp chân ga lao thẳng về hướng cửa chính. Đúng lúc này, một bóng hình nhanh như sét đánh không kịp bịt tai lao tới, đưa tay ngăn xe của anh lại. Anh xuống xe, vẻ mặt âm trầm, bước tới trước mặt cô nghiến răng nói, tránh ra. Anh đi đâu?
đưa tôi đi cùng với. Ánh mắt Âu Dương Vân nhìn anh không chút sợ hãi, giọng nói càng kiên định không cho phép cự tuyệt. Trước khi tôi chưa kích động tới mức muốn giết người thì ngay lập tức biến khuất mắt tôi, nếu không đừng trách sao tôi không niệm tình cũ. Hử, tình cũ? Cô và anh có tình cũ đáng nói sao? Không đồng ý đưa tôi đi theo thì tôi sẽ không tránh ra đâu. Sự kiên định của cô khiến cục diện nhất thời tiếp tục giằng co. Sau khi Nam Cung Phong lạnh lùng quét mắt nhìn cô quay lại, người trở vào xe. Động cơ khởi động vang lên một tiếng, xông thẳng về phía cô. Âu Dương Vân hít một hơi lạnh, chỉ thấy ánh đèn chói mắt cấp tốc phóng về phía mình. Trong đầu cô, ong một tiếng, trở nên trống rỗng. Âu Dương Vân nhắm mắt tưởng rằng mình đã đến một thế giới khác, nhưng khi mở mắt lại không hề nhìn thấy đầu trâu mặt ngựa, cô mới tin vào sự thật rằng mình vẫn còn sống. Người đàn ông đã mất kiểm soát tinh thần kia, rốt cuộc vào giây phút quan trọng vẫn không nhẫn tâm làm cô tổn thương. Cô khiếp sợ nhìn khoảng cách giữa mình và chiếc xe, chỉ cách có vài cm. Nếu không phải là người lái xe có kỹ thuật quá tốt thì là do cô quá may mắn. Trong sách nói, sống của một người có tính khí tệ hại thì may mắn cũng trở nên kém đi. Xem ra câu nói này không hoàn toàn chính xác. Nam Cung Phong lại xuất hiện trước mặt cô một lần nữa, thái độ còn hung ác hơn cả lúc nãy. Anh thô bạo túm lấy cánh tay cô rồi kéo cô qua một bên, quăng thêm một câu nói: cút đi, càng xa càng tốt. Sau đó anh quả quyết rời đi. Âu Dương Vân lảo đảo suýt ngã. Đối diện với sự vô tình của anh, quả thực cô cảm thấy hơi tức giận. Nhưng nghĩ tới lời dặn dò của mẹ chồng, cô lại nhịn. Cô mặt dày chạy tới bên cạnh chiếc xe, dùng cả cơ thể chặn cửa xe, nói một cách chắc nịch: vừa rồi, cơ hội duy nhất để thoát khỏi tôi đã bị anh vứt bỏ rồi, cho nên bây giờ anh chỉ có thể chấp nhận sự tồn tại của tôi mà thôi. Còn người hiểm ác của Nam Cung Phong nổi lửa hừng hực, anh đưa tay bóp cổ cô châm biếm hỏi: rốt cuộc cô có còn chút tự trọng nào không? Ai nói chỉ có núi lửa mới phun trào, núi băng khi bùng nổ còn đáng sợ hơn cả núi lửa nữa. Âu Dương Vân bị anh bóp tới mức gần như không thở được, nhưng cô không chịu cúi đầu. Lòng tự trọng chỉ đáng giá với những người như anh, còn đối với tôi nó chẳng đáng giá một đồng. Nghe cô nói xong, anh đột nhiên buông tay ra, nhếch môi để lộ một nụ cười khiến người khác phải sợ hãi. Là cô nói đấy nhé. Cô còn chưa kịp phân tích ý tứ trong câu nói của anh thì đã bị anh nhét vào trong xe. Xịch một tiếng, chiếc xe lao vào bóng tối mênh mang, tăng tốc, vượt mặt, tạt ngang. Âu Dương Vân còn chưa hoàn hồn, đưa tay đè nơi trái tim đang nhảy loạn lên. Tốc độ chạy xe như thế này thì cơ hội sống sót còn được bao nhiêu? Chậm một chút có được không? Anh nhắm mắt làm lơ. Anh định đưa tôi đi đâu? Anh im lặng không nói gì. Cãi nhau vì chuyện gì? Câm mồm. Cuối cùng anh cũng nổi đóa. Âu Dương Vân buồn bã quay mặt đi. Cô nhìn ánh đèn điện lướt qua bên ngoài cửa xe. Âu Dương Vân buồn bã quay mặt đi. Cô nhìn ánh đèn điện lướt qua bên ngoài cửa xe. Tối qua anh còn nói muốn sinh em bé với cô, vậy mà hôm nay đã trở mặt ngày rồi. Người đàn ông này một khi thay đổi thì còn chẳng đáng tin bằng phụ nữ. Đối xử với cô lúc thì tốt lúc thì tệ, chịu sự hành hạ bởi tâm thần phân liệt nghiêm trọng của anh, cô sắp không phân biệt được thực tế tốt xấu thế nào rồi. Giữa đường đi, Nam Cung Phong gọi liền mấy cuộc điện thoại, cuối cùng chỉ nói duy nhất một câu: đi uống rượu, chỗ cũ. Âu Dương Vân không biết anh hẹn ai, cô cũng không hỏi, vì dù có hỏi thì anh cũng sẽ không nói, làm vậy chỉ tự khiến mình bẽ mặt thôi. Chiếc xe phóng điên cuồng như bão táp trên đường, rồi cuối cùng dừng lại ở Hoa Hồng Hoàng Gia, một nơi giải trí lớn nhất ở thành phố. Xuống xe, người đàn ông bên cạnh lạnh lùng ra lệnh. Cô hơi do dự, dù cô không phải là một cô gái cởi mở và cũng không thường đến những nơi như thế này, nhưng cô đã được nghe danh tiếng của Hoa Hồng Hoàng Gia từ lâu. Đây là một nơi cực kỳ hỗn loạn. Tôi là giáo viên đấy. Rồi sao? Đến những nơi như này không thích hợp. Anh cười lại mỉa mai. Ai bắt cô đến? Đừng quên là cô sống chết đòi theo tôi, chứ không ai ép cô cả. Dứt lời,
Anh ung dung đi về phía cánh cửa lớn của Hoa Hồng Hoàng gia. Âu Dương Vân đứng tại chỗ dở khóc dở cười một lúc lâu, cuối cùng chỉ đành nhắm mắt đưa chân vào theo. Lúc này cô mới hiểu nụ cười khiến người khác hốt hoảng của anh là có ý gì. Không hổ là một câu lạc bộ đẳng cấp, diện tích của nơi đây lớn hệt như một cung điện, thiết kế ở bên trong đều rất cầu kỳ và phức tạp. Âu Dương Vân theo sát Nam Cung Phong, cô sợ mình lơ đễnh một cái là lạc hướng không thấy lối ra ngay. Nam Cung Phong dừng bước trước cửa phòng VIP số 8, nhân viên phục vụ cung kính mở cửa. Bên trong đã có 3-4 người đang ngồi, người nào cũng mặc trên mình những bộ quần áo hàng hiệu. Vừa nhìn đã biết ngay là công tử con nhà giàu. Anh Phong, lâu lắm không gặp rồi nhỉ? Anh Phong, sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi hẹn anh em ra ngoài uống rượu thế này? Mấy người bên trong phòng bao vừa nhìn thấy Nam Cung Phong đều cùng nhao nhao lên chào hỏi. Âu Dương Vân đứng ngoài cửa đắn đo không biết có nên vào hay không. Vào đi. Cô còn chưa ra quyết định thì Nam Cung Phong đã ra lệnh rồi, không còn đường lui nữa. Cô nghĩ chỉ có thể hít sâu một hơi, rảo bước tiến vào. Ồ, ai đấy ta? Chắc không phải là vợ bảy của anh Phong đấy chứ? Anh Phong hạnh phúc quá nha, thay vợ như thay quần áo mà mỗi lần đổi lại càng được hơn đấy. Không chỉ được hơn đâu, phải là chất lượng thượng thừa đấy. Đối diện với mấy lời bỡn cợt như vậy, Âu Dương Vân toát hết cả mồ hôi lạnh. Cô đã tạo nghiệp gì đây? Vì một tên đàn ông vui buồn thất thường mà cô phải biến mình thành kỳ vật cho đám sắc lang ở đây vây xem sao? Nam Cung Phong hở hững ngồi xuống, hoàn toàn không quan tâm đến tình cảnh khó xử của cô. Cô chậm chậm đi đến bên cạnh anh, vừa định ngồi xuống lại bị anh trừng mắt. Đừng ngồi ở đây. Không khí lập tức trở nên ngượng ngập. Âu Dương Vân ngồi không được mà đứng cũng chẳng xong. Mấy tên đàn ông kia liền sôi nổi vẫy tay với cô. Người đẹp đến đây đi. Người đẹp ơi, quà đây đi. Người đẹp ơi, chúng đó đều là lũ háo sắc đấy. Chỗ anh đây mới an toàn nhất này. Hử, Âu Dương Vân im bặt. Họ coi cô là gì đây? Tiếp viên hay sao? Cô lướt nhìn Nam Cung Phong, quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bản thân không ra gì nên kết giao với đám bạn bè cũng toàn là rác rưởi. Cô không ngồi bên cạnh bốn tên cặn bã đó mà ngồi ở một chiếc ghế sofa bỏ trống duy nhất, cùng hướng với chỗ ngồi của Nam Cung Phong, cũng có nghĩa chỉ cần cô ngồi xuống là có thể nhìn rõ đối phương. Sao các cậu không gọi là cô em? Câu nói hở hững của Nam Cung Phong làm cho mấy người bạn của anh kinh sợ nhìn nhau. Vu Tử Lâm ngạc nhiên hỏi, là cậu nói nhầm hay là bọn tôi nghe nhầm đây? Cậu chủ Phong, không phải là cậu ghét phụ nữ nhất sao? Mỗi người mỗi khác, loại phụ nữ sống chết đeo bám mới khiến người ta chán ghét, còn ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ khiến người ta yêu thích. Lúc anh nói câu này rõ ràng là nhìn vào Âu Dương Vân mà nói. Vậy mợ bảy là vế trước hay vế sau? Vô Tử Lâm tiếp tục trêu ghẹo. Trương Tề Mặc liền tiếp lời, cái này còn phải hỏi à? Nhìn dáng vẻ đoan trang hiền thục của mợ bảy thì chắc chắn là vô cùng ngoan ngoãn nghe lời rồi. Chưa chắc đâu nha. Có vài người ngoài mặt thì ra vẻ ngoan hiền hiểu chuyện, nhưng thực ra không biết có bao nhiêu chống đối từ trong xương tủy. Mấy người các cậu đừng để bị sự giả dối đó che mờ hai mắt. Âu Dương Vân nghiến răng nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Anh ta có gì bất mãn mà lại cứ nhằm vào cô, rồi châm biếm chỉ gà mắng chó vậy? Cô mới thu lại ánh mắt phẫn hận thì lại kinh sợ phát hiện ra, vì câu nói này của Nam Cung Phong mà mấy tên cặn bã kia dường như lại càng hứng thú với cô hơn. Tên nào cũng càn rỡ to gan nhìn cô, chỏng ghẹo cô. Trong lòng cô vô cùng ấm ức và căm giận, nhưng vẫn không thể hiện ra mặt chút nào. Cô sẽ không bị anh lừa. Anh trắng trợn làm cô khó chịu chính là vì muốn cô nổi giận, sau đó biết khó mà lui. Thà nhận hết nỗi ấm ức, cô cũng không để anh đạt được mục đích. Đối với ba mẹ chồng thương yêu cô như ba mẹ ruột, đây là cơ hội duy nhất mà cô có thể báo đáp họ. Nghĩ vậy, kiên trì như vậy, cô nén xuống đất tất cả mọi tạm niệm trong lòng mà cười rạng rỡ. Tên tôi chẳng phải là mợ bảy,
Tôi là Âu Dương Vân, rất vui được gặp các anh. Chúng tôi cũng rất vui được gặp cô, có thể bắt tay không nhỉ? Vu Tử Lâm vội đứng dậy rồi đến bên cạnh cô. Ba người đàn ông khác cũng qua theo, bốn bàn tay đồng loạt đưa ra trước mặt cô. Cô hào phóng bắt tay với từng người, không nhiệt tình quá mức với ai, cũng chẳng quá lạnh nhạt thờ ơ với ai, đúng mực khiến người ta kính phục. Nam Cung Phong híp mắt nhìn một màn trước mắt, anh đột nhiên thốt lên một lời đề nghị kinh người. Chúng ta chơi xúc xắc đi, không đặt tiền, đặt người. Đặt người? Mọi người bao gồm cả Âu Dương Vân đều bị lời đề nghị của anh làm cho khiếp sợ. Người mà cũng có thể đem ra đánh cược sao? Đúng, ai thua thì để bà xã lại đây cho mọi người giải trí. Nam Cung Phong đúng là không nói ra những lời khiến người khác kinh sợ thì không thôi. Trương Tể Mặc nuốt nước miếng nói, cậu chủ Phong, nói cho rõ nhà, ở đây ngoài cậu ra thì chưa ai có bà xã mà. Không có bà xã thì bạn gái cũng vậy, gọi một cú điện thoại xem, còn sợ là không có ai đến chắc. Vu Tử Lâm cười lớn, bạn gái thì không thiếu, quan trọng là cậu Phong đây, nói thật không đấy, có cần ký cam kết không? Anh nhướng mày, bốn người kia liền nhao nhao khua tay, thế thì không cần, bọn tôi gọi điện thoại. Bốn người cầm lấy điện thoại rồi lần lượt đi ra ngoài. Căn phòng VIP vốn đang ầm ĩ đột nhiên yên tĩnh trở lại, im ắng tới mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Mặt Âu Dương Vân không chút biểu cảm nhìn thẳng Nam Cung Phong, một hồi lâu sau mới cất giọng hỏi, đưa ra một đề nghị hoang đường như vậy, lẽ nào không cần hỏi tôi một tiếng luôn sao? Nam Cung Phong cười lại một tiếng, rồi chỉ vào cánh cửa phòng VIP nói, nếu không muốn thì bây giờ cô có thể đi luôn, chân trên người cô, chẳng ai ngăn cản cô. Anh không chút che giấu mục đích của mình, những lời mà anh nói, những quyết định mà anh làm, tất cả đều chỉ vì một mục đích, đó là đá cô đi. Nếu anh thấy không có vấn đề gì, vậy thì tôi cũng chẳng sao. Âu Dương Vân dùng toàn bộ sức lực của cơ thể tiếp nhận sự khiêu khích của anh. Nếu nói về nhẫn nhịn thì trên đời này e là không tìm được người nào chịu đựng giỏi hơn cô được nữa. Còn khả năng nhẫn nhịn này đều là nhờ công của bà ruột cô và người mẹ không sinh ra cô. Việc nhỏ mà không nhịn mưu lớn ắt chẳng thành. Đây là chân lý từ xưa đến nay cô vẫn luôn tôn sùng. Nam Cung Phong thấy cô vẫn không có ý định lùi bước, anh đang định nói gì đó nhưng đám bạn ra ngoài gọi điện đã quay vào, thế là anh đành nuốt xuống, thay vào đó dùng ánh mắt ra hiệu với cô xem cô còn có thể chịu được bao lâu nữa. Nhân viên phục vụ mang xúc xắc và rượu tây đến, Trương Tể Mặc liền rút một xấp tiền mệnh giá cao từ ví ra bo cho anh ta. Người phục vụ đó lập tức mặt mày vui vẻ cười hỏi, có cần gọi mấy em đến cho các anh không ạ? Anh ta liền khua tay, không cần đâu, quân tiếp viện của chúng tôi sắp đến rồi. Lữ Minh Siêu bưng một ly rượu ngoại đến trước mặt Âu Dương Vân nói, cô Âu Dương, nhấp thử xem loại rượu này có hợp với khẩu vị của cô không? Âu Dương Vân uyển chuyển từ chối, cảm ơn nhưng không cần đâu, tôi không uống rượu. Không phải chứ, bây giờ vẫn còn có phụ nữ không uống rượu á? Đừng lo, bọn tôi không cho thuốc gì vào trong rượu đâu. Xin lỗi, tôi thật sự không uống đâu. Cô càng từ chối, Lữ Minh Siêu lại càng khích cô uống, đẩy qua đẩy lại, ly rượu liền nghiêng đi, chất lỏng màu đỏ đổ lên người cô. Xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Lữ Minh Siêu vội lấy khăn tay ra lau giúp cô liền xấu hổ giật lấy chiếc khăn, không sao, tự tôi làm là được rồi. Cậu Lữ, cậu làm bẩn quần áo của cô Âu Dương đây rồi, không phải nên đền cho người ta 10 bộ đi à? Vô Tử Lâm tếu táo trêu chọc, đương nhiên, đừng nói là 10 bộ, kể cả 20, 30 bộ cũng không thành vấn đề. Nam Cung Phong từ đầu tới cuối không hề nói một câu nào, như thể người phụ nữ bị đám bạn kia trêu chọc chẳng liên quan đến anh vậy. Nhìn thái độ bảng quan của anh, Âu Dương Vân ít nhiều cũng có hơi thất vọng. Cô đứng dậy nói, tôi đi nhà vệ sinh một lát. Đứng trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, cô nhìn bản thân mình ở trong gương, hít sâu một hơi rồi lạnh lạnh nói, Âu Dương Vân, chỉ vậy đã thấy ấm ức rồi sao? Từ khi mày sinh ra,
mày đã được định trước là bông hoa mọc từ khe đá rồi, có kiểu chèn ép hay khó khăn nào mà mày chưa từng trải qua chứ? Chút ít thử thách bây giờ đã thấm vào đâu, đừng ra vẻ nữa, lấy lại tinh thần đi, mày có thể làm được mà. Mở vòi nước, cô vốc nước lạnh nhẹ vỗ lên mặt, quả nhiên là thấy tỉnh táo hơn nhiều, lên tinh thần hơn rất nhiều. Quay trở lại phòng VIP, trước khi vào cửa, cô lại hít một hơi, chỉ cần mở cánh cửa này ra, cô lại tiếp tục diễn vài con dán, mà là con dán đập mấy cũng không chết. Cuối cùng, cánh cửa cũng bị đẩy ra, trong phòng VIP đã náo nhiệt hơn hẳn, trừ mấy người đàn ông vừa rồi ra thì còn có thêm bốn cô gái xinh đẹp, ai nấy đều trang điểm lòe loẹt, lẳng lơ, đa tình. Trên chiếc bàn ở giữa ghế sofa, ván bạc đã chính thức bắt đầu. Tối nay, cô ở hay đi, tất cả đều nằm trong tay một người, nhưng người đó lại không hề muốn thắng một chút nào cả. Không có ý muốn thắng cũng không sao, nhưng tốt nhất là đừng có cố ý để thua. Âu Dương Vân tùy ý rút một quyển tạp chí trên giá sách, yên tĩnh ngồi ở một góc ghế sofa đọc. Trong bầu không khí ồn ào, đối diện với một đám nam nữ phóng túng mà có thể một mình một kiểu như cô, thì quả là một bông hoa xinh đẹp kỳ lạ. Có lẽ chính loại khí chất xuất chúng này của cô đã thu hút ánh mắt của những người đàn ông, dù luôn có người đẹp vây quanh, vẫn lưu luyến không rời ánh mắt nhìn khỏi người cô. Đàn ông đều là như vậy, đứng núi này trông núi nọ, những gì của người khác vẫn luôn là tốt nhất. Cậu Phong, tối nay vận may có hơi quay lưng với cậu rồi. Cậu Phong, cậu lại thua rồi này. Xem ra tối nay cô Âu Dương Vân chắc chắn sẽ bị giữ lại rồi đây. Ánh mắt của Âu Dương Vân vẫn luôn không rời khỏi cuốn tạp chí, nhưng tai cô thì nghe rất rõ ràng. Tự cô đánh trống lảng cười cười, đúng là đời người chẳng biết sao mà lần, kết quả luôn phát triển theo hướng mà bạn không mong muốn. Trong lòng cô vô cùng rõ ràng, Nam Cung Phong không phải cố ý thua, mà là muốn để thua. Anh định để cô ở lại đây cho mấy tên xấu xa này sỉ nhục. Cô lấy điện thoại từ trong túi áo ra, rồi soạn một tin nhắn gửi cho anh. Anh rất thích cảm giác thất bại sao? Tôi không thích cảm giác thất bại, nhưng vì thất bại khiến cô không vui nên tôi sẽ thấy rất hài lòng. Mục đích anh cố tình để thua là gì? Lẽ nào chỉ là để tôi lâm vào khó xử? Không chỉ là để cô khó xử đâu, tôi còn muốn đi, muốn phá đi nhuệ khí của cô, đả kích lòng tự tôn của cô và khiêu chiến giới hạn cuối cùng của cô nữa. Thật đúng là một người đàn ông tàn độc. Ánh mắt Âu Dương Vân sắc lẹm như dao lướt về phía anh. Cô hận không thể đâm thủng một lỗ ở trên người anh. Không phải anh đã nghiêm chỉnh tuyên bố phụ nữ không thể cắm sừng mình hay sao? Vậy bây giờ thì gọi là gì? Tự vả vào miệng mình à? Thế nên vì sự trong sạch của cô và danh dự của tôi, cô hãy đi đi, còn không thì cứ ngồi đây mà chờ chết. Cô nhắn một tin thì anh trả lời một tin, hơn nữa còn không hề nhượng bộ một chút nào. Chiều khích tướng không phải ai cũng có thể dùng được, chí ít đối với Âu Dương Vân mà nói thì không có tác dụng gì mấy. Cô lại cầm cuốn tạp chí lên rồi tiếp tục tập trung xem. Thấy cô không nhắn tin đến nữa, Nam Cung Phong lại chủ động nhắn một tin qua. Có lẽ tôi đã để cô quá cô đơn, nên trong lòng cô cũng hy vọng có được cơ hội như thế này để mà thỏa mãn cơ thể trống rỗng của mình. Lúc Âu Dương Vân đọc dòng tin nhắn này, cô tức giận đến mức tím tái mặt mày. Đồ đàn ông độc miệng, lần nào mà không chiếm được ưu thế là như bị lóc một tảng thịt. Thật mong ngày nào đó lưỡi anh ta thối nát đi, tích chút khẩu đức đi, đồ khốn. Cô nghiến răng nghiến lợi nhắn lại. Vô Tử Lâm thấy Nam Cung Phong cứ mải mê nhắn tin, vô cùng bất mãn chỉ trích. Có chuyện gì thì gọi điện thoại đi, đàn ông đàn an lại nhắn tin cái nỗi gì, đúng là lằng nhằng. Trương Tề Mặc lập tức hùa theo. Đúng đấy, anh Phong ngày trước đâu có thế này đâu, hay là dạo này có tình nhân bí mật mà ngại mợ bảy ở đây nên không dám tùy ý làm bậy quá hả? Hai cậu bớt móc mỉa đi, không thấy sắc mặt mợ bảy đang rất không tốt à? Không chỉ có Nam Cung Phong là tên khốn, mấy đứa bạn xấu xa của anh ta cũng đều là lũ khốn cả. Cô đã nói mình không phải tên là mợ bảy rồi, mà họ vẫn cứ lải nhải một điều mợ bảy, hai điều mợ bảy.
ván bạc kết thúc trong tiếng la hét ầm ĩ. Kết quả đúng như dự đoán, Nam Cung Phong là người thua đậm nhất. Anh Phong, bây giờ thắng thua đã rõ ràng rồi, không biết. Lữ Minh Siêu hỏi dò, mấy người họ vẫn chưa chắc chắn là anh có nói thật hay không. Trước này tôi đều nói lời giữ lời, cô ấy ở lại, còn đi theo ai thì các cậu tự thương lượng với nhau, tôi đi đây. Nam Cung Phong cầm lấy chiếc áo khoác trên ghế sofa rồi đi ra khỏi phòng VIP, tiện thể thanh toán hóa đơn luôn nha. Vu Tử Lâm gào với theo sau Nam Cung Phong, vừa mất vợ vừa mất tiền, vậy mà Nam Cung Phong vẫn vui vẻ, giờ dâu tại ok nói, không thành vấn đề, chúc các cậu chơi vui vẻ. Trong lúc Nam Cung Phong sắp bước qua cánh cửa, cuối cùng anh cũng nổi lòng từ bi, liếc nhìn Âu Dương Vân đang ngồi trong góc, nhưng ngoài sự hả hê ra thì không có lấy một tia thương hại nào. Đèn điện bên ngoài vẫn sáng lấp lánh, anh chán trường đi về phía xe mình. Dù đã thoát khỏi người mình muốn thoát rồi, nhưng tâm trạng của anh vẫn chẳng tốt lên là bao. Một chỗ nào đó trong cơ thể đang rất đau, giống như vết thương cũ xưa kia bị người ta khơi lại vậy. 3 năm rồi, điều làm anh thất vọng nhất không phải là sự phản bội của người con gái đó, mà là ở trong lòng anh, người con gái đó vẫn có cân lượng mà anh không cách nào chống đỡ như trước. Anh mở cửa xe ngồi vào trong, mệt mỏi, xoa nắn nơi ấn đường. Trong lúc khởi động xe định phóng đi, chợt lơ đãng nhìn thấy một cảnh tượng không ngờ tới qua kính chiếu hậu ngoài cửa xe. Người phụ nữ vừa bị anh bỏ lại đang bước dưới ánh đèn rạng rỡ hướng về phía chiếc xe của anh. Biểu cảm trên mặt chính là sự điềm tĩnh mà anh ghét nhất. Vì thế, anh rất không điềm tĩnh xuống xe. Sao cô lại ra đây? Thì đi ra thôi. Tôi hỏi là sao họ lại thả cô ra đây? Tôi nói với họ một câu thôi. Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Đây là anh cố ý thử lòng xem bọn họ có coi anh là bạn hay không. Cho nên bọn họ liền thả tôi đi. Hờ, Nam Cung Phong cười lại một tiếng, không nói thêm được gì. Một lát sau, anh mới nói một câu, Âu Dương Vân, cô quả nhiên là thông minh, khó khăn lắm mới cắt đuôi được cô, vậy mà anh còn chưa kịp trốn đi đâu đã lại bị cô quấy lấy rồi. Có thể tưởng tượng được anh đang giận dữ như thế nào. Nam Cung Phong tức tối quát lên, tôi cảnh cáo cô một lần cuối cùng, đừng có bám theo tôi nữa. Nam Cung Phong căn bản không hề nghĩ mình quát lên thế này có thể làm cho cô gái trước mặt sợ hãi. Nếu anh mà dễ dàng thoát khỏi cô như vậy, cô đã không còn là Âu Dương Vân nữa rồi. Thực tế đúng là như vậy. Anh vừa bước lên xe, Âu Dương Vân cũng theo lên ngay. Có ai từng nói với cô là cô rất đáng ghét chưa? Có rồi chứ, bây giờ không phải chính anh đang lại nói với tôi đấy sao? Loại phụ nữ giống như cô, tôi nghĩ sẽ không có ai yêu cô thật lòng đâu. Cũng chẳng sao, trước giờ tôi chưa từng mơ mộng hão huyền sẽ có người yêu mình thật lòng. Gần một tiếng, chiếc xe liền phóng nhanh đi như con ngựa đứt cương, rồi hòa vào dòng xe đông đúc. Còn có thể nói được gì nữa đây? Thực sự chẳng còn cái gì hay ho mà nói ra nữa cả. Một người phụ nữ không sợ bị người khác ghét, cũng không quan tâm đến chuyện không có ai yêu mình thật lòng, vậy thì còn gì để mà nói với cô ta nữa. 11 giờ đêm, một căn biệt thự màu trắng im ắng nằm trên con đường đắt giá. Một căn biệt thự lớn như vậy nhưng lại không có lấy một ánh đèn. Tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ có những cây đèn hai bên đường là vẫn còn đang tận tụy làm việc, tỏa ra những tia sáng ấm áp, tô điểm cho màn đêm trở nên diễm lệ. Nam Cung Phong đỗ xe xong, đột ngột liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh mình nói, đợi tôi xuống xe, rồi cô hãy xuống. Ngữ điệu rất ôn hòa, nhưng lại khiến người nghe không lạnh mà run. Âu Dương Vân trong chốc lát bỗng ngây ra, rầm một tiếng cửa xe bị đóng lại. Cô kinh hãi phát hiện mình không thể ra ngoài được nữa. Nam Cung Phong đã khóa xe lại mất rồi. Một loại sợ hãi không tên dâng lên trong lòng cô. Cô liều mạng đấm vào cửa kính xe, nhưng hiệu quả cách âm của tấm thủy tinh đó quá tốt. Dù cô có gào thét rát cả cổ họng thì người bên ngoài cũng không nghe thấy. Không nghe thấy nhưng không có nghĩa là không nhìn thấy. Nam Cung Phong rõ ràng nhìn ra sự hoảng sợ của cô, nhưng anh vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, rồi quay người dứt khoát bỏ đi không chút do dự.
Âu Dương Vân trơ mắt nhìn bóng lưng của Nam Cung Phong biến mất trước mắt mình. Loại cảm giác bất lực đó khiến cô nản lòng thoái chí. Cho đến cuối cùng, anh cũng không dành cho cô dù chỉ là chút ít lòng thương hại. Hô hấp của cô dần trở nên khó khăn, mồ hôi lạnh thuận theo gò má trượt thẳng xuống. Những ký ức không tốt đẹp như trận đại hồng thủy phá đê tràn vào, không thể kìm lại được. Cô bị người ta khóa trái ở trong phòng, kêu trời, trời không thấu, gọi đất, đất chẳng thưa. Bóng đêm vô tận bao phủ lấy cô, xé rách trái tim cô. Cô ra sức khóc, ra sức kêu gào, nhưng cuối cùng vẫn mất đi người mà cô dốc lòng muốn bảo vệ. Nằm cùng phòng tắm rửa xong, lên giường nằm. Anh lăn qua lật lại, nhưng vẫn không sao ngủ được. Anh buồn bực kéo ngăn tủ đầu giường ra, lục tìm lọ thuốc ngủ ở bên trong, sau đó dốc bừa mấy viên cho vào miệng. Trước giờ, anh chưa hề lo lắng chuyện uống thuốc quá liều sẽ gây nguy hiểm tính mạng, bởi vì thuốc an thần đối với anh mà nói đã quen thuộc tới mức như một người bạn thân thiết nhất của anh rồi. Năm Đường Huyên rời bỏ anh, chính người bạn thân thiết nhất này đã cùng anh vượt qua những đêm dài đen vô tận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng anh vẫn không sao ngủ nổi. Có lẽ quá lâu không gặp gỡ người bạn này rồi, nên nó trở nên hơi lạ lẫm, nhất thời không phát huy được tác dụng của mình. Nam Cung Phong nhắm nghiền hai mắt ép bản thân mình không được suy nghĩ gì nữa, không được nhớ đến Đường Huyên nữa, không được nhớ đến sự phản bội của cô ta nữa, không được nhớ đến tất cả những gì liên quan đến người con gái đó nữa. Nhưng lúc mà con người tỉnh táo thì không cách nào để đầu óc mình trống rỗng được. Lúc bạn không nhớ đến người này thì sẽ lại nhớ đến người khác, điều kiện là người đó ít nhiều cũng có chút trọng lượng trong lòng bạn. Lúc này, thứ hiện lên trong đầu Nam Cung Phong lại là hình dáng của Âu Dương Vân. Dù nói anh không muốn nhớ đến Đường Huyên thì anh cũng chẳng hy vọng sẽ nhớ tới Âu Dương Vân, bởi vì so với người thứ hai đáng ghét này, chí ít anh cũng thích người thứ nhất. Còn có chuyện gì khiến người ta phiền não hơn chuyện này nữa? Người mà bạn thích và người mà bạn ghét lại đang thay phiên nhau xuất hiện trong đầu của bạn. Bạn muốn xua đi tất thảy nhưng lại không sao xua đi được. Trong lúc chờ đợi buồn chán như thế này, thuốc đã phát huy tác dụng. Anh cảm thấy vô cùng buồn ngủ, ý thức cũng theo cơn buồn ngủ đó mà sâu thêm, rồi càng lúc càng mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Cô đừng có đồng cảm gì với tôi cả, tôi không cần. Đúng, tôi đồng cảm với anh, nhưng là tôi đồng cảm với cảnh ngộ của anh, chứ không phải là với bản thân anh. Quả nhiên là ngày nghĩ gì thì đêm mơ đấy. Cả một buổi tối đều suy nghĩ làm sao để thoát khỏi người phụ nữ đó. Thành ra bây giờ nằm mơ cũng là mơ thấy đang cãi nhau với cô ta. Tôi không muốn cùng chung sống với một người phụ nữ vì biết tôi bị người đàn bà khác vứt bỏ nên mới thương hại tôi. Có lẽ anh nghĩ là mình không bình thường, nhưng so với một người mắc chứng sang chấn tâm lý như anh mà nói thì người mắc chứng sợ không gian hẹp như tôi cũng chẳng tốt hơn đâu. Chứng sợ không gian hẹp? Chứng sợ không gian hẹp? Nam Cung Phong bỗng nhiên giật mình tỉnh lại từ trong mơ. Anh lại quên khuấy đi mất cô gái kia mắc chứng sợ không gian hẹp. Đúng là đáng chết mà. Anh buồn bực nhảy xuống giường, đến áo khoác ngoài cũng chưa kịp mặc mà xông ra khỏi phòng ngay tức khắc. Trên một đám mây trắng lay động theo gió, vô số linh tinh vây xung quanh cô. Ở đây không lạnh, ở đây chỉ có ấm áp, hoặc có lẽ nơi này chính là thiên đường ảo mộng trong tiểu thuyết. Vậy thì mẹ cô có ở đây không? Âu Dương Vân tưởng rằng mình đã chết rồi, mãi đến khi có tiếng gọi lạ lẫm truyền đến từ một nơi xa, cô mới mở đôi mắt vô lực, nhìn thấy một gương mặt vô tình. Lúc này cô mới ý thức được rằng mình chỉ là kề cận cái chết mà thôi, vẫn chưa thực sự chết đi. Phải, cuộc đời Âu Dương Vân sao có thể bị đánh bại dễ dàng như thế được. Nam Cung Phong kinh hãi nhìn một màn trước mặt. Anh không sao ngờ được Âu Dương Vân lại có thể dùng tay đập vỡ tấm kính xe. Có thể đập vỡ được tấm kính như vậy, có lẽ cô đã phải chịu rất nhiều đau đớn, giống như anh nhìn thấy đôi tay của cô bây giờ đang chảy máu đầm đìa. Bởi vì quá kinh hãi, anh cứ đứng bất động bên cạnh cửa xe, mãi đến khi Âu Dương Vân mặt mũi trắng bệch bước từ trên xe xuống, thản nhiên đi qua trước mặt anh,
anh mới như bừng tỉnh cơn mộng. Một tay túm lấy cánh tay cô. Tay cô bị thương như thế này rồi mà còn muốn đi đâu nữa? Lên xe đi, tôi chở cô đến bệnh viện băng bó. Cô quay đầu lại, đôi mắt cô nhìn anh chưa bao giờ lạnh lùng đến thế. Dù đang rất yếu ớt, nhưng cô vẫn cố dùng nốt chút sức lực cuối cùng để gạt tay anh ra. Thứ mà cô gạt đi còn có lòng tốt đã quá hạn của anh nữa. Âu Dương Vân dẫm lên tia sáng mong manh, đi về hướng cửa chính của căn biệt thự. Bóng dáng đơn độc đó giống như một phiến lá vụn nát lẻ loi trơ trọi đung đưa trong gió. Đi được mấy bước, cô đột nhiên ngoảnh đầu lại lạnh lùng nói: "Thật sự anh không thấy sao à? Nhìn thấy tôi bị bọn họ đùa giỡn, thật sự anh không hề cảm thấy gì sao? Anh thực sự chưa từng nghĩ đến cô gái bị bỡn cợt này là vợ của mình. Dù mình không yêu cô ấy, nhưng cũng không thể để người khác xúc phạm cô ấy sao?" Nam Cung Phong không trả lời. Cô cười tự giễu, đã thảm hại như thế này rồi, rốt cuộc cô còn muốn mong chờ người đàn ông này nói điều gì nữa đây? Cô hoàn toàn hồn bay phách lạc đi lên gác, ngơ ngác lên phòng ngồi, ngơ ngác ngồi xuống giường, ngơ ngác nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Sau đó cô lại ngơ ngẩn suy nghĩ, cuộc sống đã chật vật vậy rồi, thật ra vẫn còn có thể thảm hại hơn một chút. Nam Cung Phong đứng trước cửa phòng của Âu Dương Vân, anh do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi vào. Chỉ là chưa đợi anh cất tiếng thì: "Bây giờ tôi không muốn nói bất kỳ điều gì cả, anh ra ngoài đi." Cô đã hạ lệnh đuổi khách. Ánh mắt anh liếc nhìn đôi tay bị thương của cô, đặt hộp thuốc trên tay mình xuống nền đất. Anh muốn nói mấy câu nhưng mở miệng lại chẳng thể nói được gì. Cổ họng như bị vướng một thứ gì đó, có tiếng xin lỗi cứ mắc nghẹn ở đó. Cuối cùng anh bỏ cuộc, lặng lẽ quay người ra ngoài giúp cô đóng cửa lại. Rất lâu sau, anh mới nghe thấy tiếng một tiếng khóc thảm thiết, bi thương như vậy, buồn thảm đến thế. Giống như nỗi thống khổ đè nén bao năm trong đáy lòng, không còn có thể áp chế thêm được nữa. Qua khe hở của cánh cửa, Nam Cung Phong nhìn thấy rõ ràng Âu Dương Vân đã tháo xuống một lớp ngụy trang khác, không còn là cô gái ngoài mặt thì thản nhiên, kỳ thực trong lòng rất mạnh mẽ nữa, thay vào đó lại giống như một đứa trẻ bị thương đơn thuần muốn phát tiết hết ra. Bị thương không đáng sợ, điều đáng sợ là tại sao lại cứ bị thương một cách không thể giải thích được như thế này, bất kể là vết thương ngoài da thịt hay vết thương trong lòng. Âu Dương Vân từ trước tới nay vẫn luôn muốn khóc một trận cho đã như thế này. Chỉ là mỗi lần cô đều cố nhịn xuống, bởi vì cô sợ mình cứ khóc mãi sẽ không còn kiên cường được nữa. Cuộc sống lưu lạc trong trành cũng là thảm thương như thế, đến khóc thôi cũng là một loại xa xỉ. Nam Cung Phong nhìn không chớp mắt qua cái khe cửa chỉ vẻn vẹn mấy cm. Sự kinh sợ trong lòng anh không sao diễn tả được thành lời. Nếu không phải giây phút này anh được tận mắt chứng kiến thì anh sẽ không sao tưởng tượng được cô gái kia cũng có lúc thương tâm đến như vậy. Trái tim anh chợt trầm xuống nặng nề. Một đêm này đã xác định sẽ rất nặng nề. Âu Dương Vân khóc rất lâu. Nam Cung Phong cũng đứng ở trước cửa phòng cô rất lâu. Trời tờ mờ sáng, cô tiểu tụy bước từ phòng ra ngoài, trên tay chỉ được quấn một miếng vải qua loa. "Vết thương đỡ hơn chưa?" Nam Cung Phong khàn khàn giọng hỏi, ánh mắt anh nhìn cô lại có thêm mấy phần áy náy. Âu Dương Vân coi như không thấy, rồi đi lướt qua trước mặt anh, cũng chẳng thèm trả lời câu hỏi đó. Cô vốn không phải là người kiêu ngạo, chỉ là vì người hỏi câu đó chưa từng để cô trong mắt mà thôi. Đi ra khỏi căn biệt thự màu trắng, bên ngoài là một màn trắng xóa. Cô ngoảnh đầu lại, nhìn căn biệt thự được tia nắng ban mai và sương mù nhẹ bao trùm lấy. Lần đầu tiên cô thể nghiệm được sâu sắc là cuộc sống trong gia đình giàu có không hề tốt đẹp như trong tưởng tượng. Hai bàn tay bị thương, đôi mắt thì sưng đỏ. Những thứ này trừ Nam Cung Phong ra, cô không thể để ai khác trông thấy được, bởi vì ngoài anh ta, tất cả mọi người đều rất quan tâm đến cô. Cô không muốn để cho những người quan tâm đến mình phải lo lắng, nhưng với những người chẳng chút đoái hoài tới cô thì miễn bàn. Cô đến một bệnh viện gần đó để băng bó lại vết thương, sau đó mới bắt xe đến nhà cô bạn thân. Cô ấn chuông cửa,
Lâm Ái đang ăn sáng, vừa nhìn thấy cô một cái là giật thót mình. Ôi mẹ ơi, cậu bị sao thế hả? Cô vô lực lắc đầu, không sao, rồi đi thẳng về hướng phòng ngủ. Nhìn như quỷ thế này mà còn nói không sao. Cậu nói thật với tớ đi, có phải là tên biến thái Nam Cung Phong ngược đãi cậu không hả? Lâm Ái nặng nặc đi theo phía sau cô để hỏi cho bằng được nguyên cớ làm sao. Phiền cậu giúp tớ xin nghỉ 3 hôm, 3 ngày này tớ ở nhà cậu nhé. Âu Dương Vân không muốn nhắc lại chuyện tối hôm qua nữa, bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, sau đó quẳng hết tất thảy những chuyện không vui đó ra khỏi đầu mà thôi. Thấy Âu Dương Vân thực sự không muốn nói, hơn nữa còn có dáng vẻ rất mệt mỏi, Lâm Ái cũng không cố kiên trì hỏi tiếp mà quay người ra ngoài, bưng một cốc sữa bò nóng hổi vào cho Âu Dương Vân. Uống đi đã rồi ngủ, dù cuộc sống có không vui vẻ đến thế nào thì cũng không được ngược đãi sức khỏe. Tớ cảm ơn. Âu Dương Vân cảm kích liếc nhìn cô bạn thân của mình rồi đón lấy ly sữa. Cô vừa uống vừa căn dặn, đừng nói với bất kỳ ai là tớ ở nhà cậu nhé. Thế tớ phải nói thế nào? Chắc chắn là Giang Hữu Nam sẽ hỏi đấy. Chỉ cần nhắc đến Giang Hữu Nam, vẻ mặt của Lâm Ái sẽ luôn u ám như vậy, thì nói là tớ đi du lịch rồi. Thật ra cậu đâu cần làm khổ bản thân như vậy. Với điều kiện của Giang Hữu Nam, anh ta cũng có thể giúp cậu. Được rồi, cậu đừng nói nữa, mau đi làm đi. Âu Dương Vân ngắt lời Lâm Ái rồi nghiêng mình nằm xuống giường. Hai. Lâm Ái nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Âu Dương Vân, cô thở ngắn than dài hồi lâu rồi mới quay người rời đi. Nam Cung Phong vì đang chiến tranh lạnh với bố mẹ nên mãi đến 11 giờ đêm mới về nhà. Đến căn phòng trên lầu 2, việc đầu tiên mà anh làm là đi đến trước bức tranh sơn thủy, gõ lên cánh cửa phía sau bức tranh. Tôi vào được không? Đợi một lúc lâu mà không thấy ai trả lời, anh liền trực tiếp đẩy cửa vào, phát hiện bên trong trống rỗng không một bóng người. Cô ấy đi đâu rồi? Anh khẽ cau mày rồi rút điện thoại từ trong túi ra, do dự mấy giây anh mới gọi đến số của Âu Dương Vân. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã khóa, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Khóa máy rồi. Nam Cung Phong có hơi thất vọng, anh đi đi lại lại trong phòng vài vòng, cuối cùng quyết định không để tâm đến cô nữa, vì dẫu sao cô cũng đã hận anh đến tận xương tủy. Anh chậm rãi bước vào nhà tắm tắm rửa, đứng dưới vòi hoa sen, tâm trạng anh không hiểu sao rất không tốt, buồn bực, lo lắng, bất an. Nhớ lại ánh mắt băng lạnh tối qua của người con gái đó, anh lại càng thấy trong đầu hỗn loạn. Nam Cung tỉnh tỉnh, đang chơi điện tử trong phòng, bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô chẳng buồn quay đầu lại mà kêu lên, vào đi. Nam Cung Phong đẩy cửa bước vào, đi đến bên cạnh bàn máy tính của em gái, anh giả bộ tùy ý hỏi, chị dâu em tối nay đi đâu rồi? Em biết đâu được. Đôi mắt cô dán lên màn hình máy tính, hai tay thì như múa trên bàn phím, rồi cụt hứng trả lời. Định lừa ai? Rốt cuộc là cô ấy đã đi đâu rồi? Anh hoàn toàn không tin lời nói của em gái. Với sự quan trọng của cô gái đó trong căn nhà này, nếu giờ này còn chưa về thì nhất định mọi người trong nhà đã biết rõ việc cô đi đâu, còn không thì sẽ náo loạn ngay. Em nói rồi, em không biết. Cô hoàn toàn không nhìn anh mà trả lời, khiến anh vô cùng tức giận. Anh liền nhíu mày nói, Quý Phong, đi du lịch rồi. Chiều này có tác dụng nhất, nói trúng ngay điểm yếu của cô. Nam Cung tỉnh tỉnh, không thèm chơi điện tử nữa mà ngồi ngay ngắn lại nhìn anh trai mình, đi du lịch. Nam Cung Phong thấy không đúng lắm, ban sáng rõ ràng vẫn tay không đi ra ngoài, làm gì có dấu hiệu của việc đi du lịch. Vâng, buổi chiều chính chị dâu gọi điện về bảo thế. Đi du lịch ở đâu? Em không biết. Thế bao giờ thì về? Em không biết. Cùng đi với ai thế? Em không biết. Nam Cung Phong véo lấy đôi má phúng phính của cô rồi giận dữ nói, sao hỏi gì em cũng không biết thế hả? Nam Cung tỉnh tỉnh ghét nhất là bị người khác véo má. Từ lúc sinh ra, cô đã mũm mĩm, dù không ảnh hưởng đến vẻ đẹp mà thậm chí còn rất đáng yêu, nhưng cô vẫn rất ghét. Anh tỉnh táo lại đi được không? Chị dâu là bà xã của anh, đến vợ của mình, anh còn không biết lại đi hỏi em, làm sao em biết được? Hai tay cô xoa xoa lên mặt mình,
gần cổ lên hét. Sư tử Hà Đông không ra oai thì tưởng cô là con mèo bệnh thật à? Buổi chiều ngày hôm sau, qua một hồi đấu tranh tư tưởng, Nam Cung Phong đã lái xe chạy tới trường B. Anh dừng xe dưới cây hòe, người thì vẫn ngồi trong xe, còn đeo một chiếc kính râm, rồi nhìn chăm chú về hướng cổng trường học. Đúng 5 giờ tròn, cùng với tiếng chuông lanh lảnh vang lên, đám học sinh nhốn nháo đi ra. Anh đợi khoảng chừng 20 phút mới nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Đó không phải là Âu Dương Vân, mà là bạn thân Lâm Ái của cô. Cô Lâm, xin dừng bước. Nam Cung Phong đẩy cửa xe bước xuống, rồi gọi Lâm Ái đang nghe điện thoại lại. Lâm Ái quay người sang, thoáng nhìn người vừa gọi mình, hơi ngoài dự đoán. Cô nói vào điện thoại một câu, lát nữa gọi lại cho cậu sau nhé. Xong cô liền vội vàng ngắt máy. Cô nghi ngờ hỏi, anh Nam Cung, sao anh lại ở đây? Chuyện này... Nam Cung Phong có hơi khó mở miệng. Âu Dương Vân hôm nay không đến trường sao? Lâm Ái nhún vai bình thản trả lời, cô ấy đi du lịch rồi, anh không biết sao? Đi du lịch ở đâu? Sorry, tôi không biết. Đôi mày rậm của Nam Cung Phong khẽ cau lại, hai con mắt sắc lẹm nhìn thẳng quan sát Lâm Ái, giống như đang dò xét xem lời mà cô nói là thật hay giả. Lâm Ái bị Nam Cung Phong nhìn tới bực mình, cô liền khó chịu nói, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây, tạm biệt. Ừ, tạm biệt. Nam Cung Phong thâm sâu gật đầu. Đợi sau khi Lâm Ái quay người bỏ đi, anh cũng liền ngồi vào trong xe. Nhưng anh không lái xe đi về hướng ngược lại, mà bám theo sau Lâm Ái về chỗ ở của cô. Lâm Ái đương nhiên phát hiện được Nam Cung Phong đang đi theo mình. Vì thế vừa đến cửa nhà một cái là cô liền hét to lên, Âu Dương Vân, mau ra đây, cậu mau ra đây. Gì thế, cậu gặp mà? Âu Dương Vân vừa mới tắm nước nóng xong, cô vừa thắt dây áo choàng tắm, vừa đi ra phòng khách. Mà quỷ gì chứ, còn đáng sợ hơn nữa kìa, Nam Cung Phong đến rồi. Cơ thể của Âu Dương Vân bỗng cứng đờ, ánh mắt cô xa sầm xuống, cậu nói cho anh ta biết à? Lâm Ái giơ tay lên thể thốt, có trời đất chứng giám, ai mà nói cho anh ta biết thì ra đường sẽ bị sét đánh chết ngay. Thế sao anh ta lại tìm được đến đây? Tớ biết đâu được đấy, tớ gặp anh ta ở cổng trường, tớ nói đúng y như lời cậu dặn, thế mà Giang Hữu Nam lại tin đấy. Còn Nam Cung Phong thì lại không tin, quả nhiên là gian thương, thông minh ra phết. Âu Dương Vân đi đến trước cửa sổ, cô khẽ vén tấm rèm cửa ra, qua khe hở cô nhìn thấy một chiếc xe lạ lẫm, nhưng người dựa vào bên cửa xe lại vô cùng quen thuộc. Nhìn kiểu này thì chắc chắn anh ta biết cậu ở đây rồi, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ đấy mà. Lâm Ái kề sát vai Âu Dương Vân nói một cách chắc chắn. Âu Dương Vân suy nghĩ một hồi rồi quay người bước vào phòng ngủ thay đồ, sau đó rảo bước ra bên ngoài. Ai, cậu không thể nhượng bộ như vậy được, cứ thế mà tha thứ cho anh ta à? Này Âu Dương Vân, cậu quên anh ta đã từng đối xử với cậu như thế nào rồi à? Lâm Ái gào lên phía sau lưng Âu Dương Vân, nhưng Âu Dương Vân lại coi như không nghe thấy mà đi tiếp. Nam Cung Phong ý tứ sâu xa, chăm chú nhìn người con gái đang đi về phía mình. Anh liền chậm rãi dựng thẳng cần điều khiển, rồi dụi tắt lửa điếu thuốc còn cháy trong tay mình. Âu Dương Vân đứng trước mặt anh, cô liếc qua cái đầu lỏng và ít tàn thuốc trên mặt đất, rồi mặt không chút biểu cảm hỏi, anh lại muốn làm gì đây? Tay cô đỡ hơn chưa? Đỡ hay chưa thì có liên quan gì đến anh? Tôi là gì của anh chứ? Nam Cung Phong bị lời nói sắc bén của cô làm cho không nói thêm được gì, nên anh lại châm thêm một điếu thuốc nữa. Nói lý do mà anh đến đây đi, tôi có hơi lo cho cô. Lời nói thật lòng của anh lại khiến cô nở nụ cười trào phúng. Lo lắng sao? Cho người ta một phát tát rồi lại dúi cho người ta một cái kẹo. Anh tưởng làm vậy thì họ có thể quên đi cái tát trên mặt đó đau đớn đến nhường nào à? Nam Cung Phong, tôi không phải là trẻ con lên ba, anh cũng không cần thiết phải làm bộ nhân từ giả mèo khóc chuột ở đây. Tôi biết bây giờ cô đang rất giận. Thế rồi sao? Âu Dương Vân ngắt lời của Nam Cung Phong, trong lòng cô thầm mong anh có thể nói ra ba chữ đó. Cho nên là lỗi của tôi, lúc đó tôi thật sự không nhớ đến chuyện cô mắc chứng sợ không gian hẹp. Chẳng có chút bất ngờ nào cả, anh có thể coi tôi là tiền đặt cược rồi cung tay dâng cho bạn anh, thì làm sao mà anh có thể nhớ ra được
tôi mắc chứng bệnh gì nữa. Là tự cô nói lòng tự tôn của cô không đáng một xu mà. Không đáng tiền cũng không có nghĩa là tôi không cần. Với một người vốn chẳng có thứ gì nhiều như tôi cũng chưa xa xỉ tới mức vứt bỏ đi thứ đồ không đáng giá đâu. Bầu không khí thoáng chốc trở nên rất căng thẳng. Hai người đều trầm mặc, không ai có nói gì nữa. Qua một lúc lâu sau, Nam Cung Phong phá vỡ sự im lặng trước. Về nhà với tôi đi. Đến khi nào anh có thể thật sự nhận thức được lỗi sai của mình thì hãy lại đến nói câu này với tôi. Âu Dương Vân quay đầu bước đi. Trong lúc quay người đi, trên khóe môi cô nở ra một nụ cười bi thảm. Điều cô muốn nghe chỉ là một câu xin lỗi thôi, nhưng người đàn ông kiêu ngạo đó thế nào cũng không chịu nói. Lúc Giang Hữu Nam đến tìm Âu Dương Vân, vừa khéo là hai ngày sau khi Nam Cung Phong đến tìm cô. Cũng không biết vì sao anh ta lại biết cô không hề đi du lịch. Dù không ai mật báo tin tức cho anh ta biết, nhưng anh ta đã tìm đến như thế này rồi. Lúc Âu Dương Vân chuẩn bị ra ngoài đi gặp anh ta, Lâm Ái đang ngồi trên sofa chanh chua nói một câu: khí chất này cứ như con gái mới lớn ý nhỉ. Năm đó ở trường đại học B, Âu Dương Vân là hoa khôi của trường. Nam sinh theo đuổi cô cứ phải gọi là hết tốp này đến tốp khác. Buổi tối giữa mùa hè, có cơn gió nhẹ nhẹ làm thoáng đãng không khí thổi lên gương mặt mọi người, mang đến cảm giác mát mẻ khoan khoái. Hiệu trưởng Giang, muộn vậy rồi, tìm em có chuyện gì vậy ạ? Giang Hữu Nam tức giận cười cười: em không khách sáo thì chúng ta cũng đủ xa lạ lắm rồi. Anh nhìn trên tay cô quấn băng vải, liền túm lấy tay cô hỏi: tay em bị làm sao thế này? Âu Dương Vân lướt mắt nhìn về hướng cửa sổ tầng 2. Quả nhiên cô nhìn thấy bóng người của Lâm Ái. Vì thế cô chậm chậm thu tay lại, nhàn nhạt đáp: em không sao đâu. Em cãi nhau với Nam Cung Phong à? Không có ạ. Thế thì tại sao em lại ở đây? Cô thở dài nói: Giang Hữu Nam, em biết là anh luôn có tình cảm sâu đậm với em, nhưng em là phụ nữ đã có gia đình rồi. Anh quan tâm em cũng chẳng có ích lợi gì so với việc anh cứ lãng phí thời gian cho một người không có khả năng. Thì tại sao anh không để ý đến những người con gái khác đang ở bên cạnh mình? Trong thế giới của anh chỉ có duy nhất một người con gái, chính là Âu Dương Vân em. Trái tim của người con gái luôn rất mềm yếu, nhất là sau khi bị một người đàn ông khác làm tổn thương. Âu Dương Vân không phủ nhận lời nói của Giang Hữu Nam đã khiến cô rất cảm động, nhưng vẫn chưa đến mức làm cô dao động. Nếu không có chuyện gì thì em đi ăn khuya với anh đi, coi như là em trả nợ anh lần trước. Cô ngớ ra rồi khó xử chỉ lên chiếc đồng hồ trên cổ tay mình nói: hơi muộn quá rồi thì phải. Nhưng biết sao đây, anh để bụng rỗng đến tìm em đấy. Anh cứ tưởng vận may của mình chắc không tệ đến mức lần nào cũng bị từ chối đâu. Thế thì chúng ta gọi cả Lâm Ái cùng đi được không? Anh lắc đầu, anh chỉ muốn đi ăn cùng với em thôi. Âu Dương Vân còn đang chần chừ, Giang Hữu Nam đã mở cửa xe, là một động tác mời nói: nếu hôm nay mà em vẫn từ chối anh thì anh sẽ phải tính lãi đấy. Cứ một bữa lại nhân lên gấp đôi. Nếu em không muốn phải đi ăn nhiều bữa với anh thì mau mau mà trả nợ đi. Cô bất lực thở dài rồi chỉ đành bước lên xe anh. Mấy ngày này quan hệ của Nam Cung Phong và ba mẹ anh đã khá hơn rồi, nhưng tâm trạng của anh vẫn rất không tốt. Lúc ăn tối, mẹ anh cố ý thở ngắn than dài trước mặt anh nói: ấy, mấy hôm con dâu không có nhà, ăn gì cũng chẳng thấy ngon, không biết bao giờ Tiểu Vân mới về nhà đây nhỉ. Nam Cung tỉnh lập tức tiếp lời mẹ: mẹ, mẹ đừng có mong nữa, sợ cả đời này chị dâu cũng không quay về nữa đâu. Nói vớ vẩn cái gì thế hả? Chị dâu con là vợ của anh con, còn bé không về nhà thì đi đâu? Trời đất bao la, thiếu gì chỗ. May mà chị dâu con giỏi chịu đựng đấy, chứ đổi lại là con á thì con đã sớm phủi mông bỏ đi rồi. Hai mẹ con mỗi người một câu, rõ ràng là nhìn ra sắc mặt của đương sự đang rất tệ rồi mà vẫn còn cố đổ thêm dầu vào lửa kích động anh tiếp. Nam Cung Phong quẳng đôi đũa trên bàn nói: con ăn no rồi. Rồi bực tức quay người lên lầu. Đêm đến, sau khi đợi mọi người đã ngủ say, anh mới lần tìm chìa khóa đi dưới ánh trăng màu bạc ra khỏi nhà. Chiếc xe phóng thẳng đến nơi cần đến,
Nam Cung Phong dừng xe ở một chỗ tối. Lúc anh chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi cho Âu Dương Vân thì lại hơi lưỡng lự. Lần trước cô đã nói rất rõ ràng rồi, anh phải nhận thức được lỗi sai của mình rồi hãy lại đến tìm cô. Ý trong câu nói của cô không phải là anh không hiểu, cô muốn anh xin lỗi cô. Ba chữ tôi xin lỗi ngẫm lại thì cũng không khó nói ra, nhưng thật sự để mở miệng nói thì anh lại thấy rất khó. Đúng lúc anh đang do dự không quyết định thì một chiếc xe màu xám bạc chạy qua trước mặt anh, dừng ở một khoảng đất phía trước cách xe anh khoảng 50 mét. Đôi lông mày của anh vô thức nhíu thành một hàng, rồi anh nhìn chằm chằm vào hai người bước từ trên xe xuống. Tối nay Giang Hữu Nam có uống một chút rượu nên tỏ ra hơi hưng phấn. Anh đứng trước mặt Âu Dương Vân quyến luyến nói: ở cùng em thời gian luôn trôi qua rất nhanh như vậy, anh thật sự hy vọng thời gian có thể ngừng lại tại giây phút này. Âu Dương Vân cười đáp đầy hàm xúc: gì mà nghe cứ như là sinh ly tử biệt thế. Còn không phải là tại em toàn từ chối đi chơi riêng với anh nên mới khiến anh thấy vô cùng quý trọng từng giây phút bên cạnh em à? Những thứ mà mình không có được luôn là tốt nhất. Giả sử nếu lần nào anh hẹn em cũng đồng ý thì tự nhiên anh sẽ không còn loại cảm giác trân trọng đó nữa. Giang Hữu Nam ngạc nhiên bước đi lên phía trước rồi thăm dò hỏi: cho nên em từ chối anh là phương thức lạt mềm buộc chặt, chứ không phải trong lòng em thật sự không muốn ở cùng anh đúng không? Âu Dương Vân vỗ trán thở dài: nếu không phải là cô đã phát hiện ra sự tồn tại của Nam Cung Phong thì cô cũng không kiên trì đến cùng nói nhiều lời với Giang Hữu Nam như thế này đâu. Đương nhiên là không phải rồi. Không phải gì cơ? Không phải trong lòng em không muốn ở cùng với anh á? Giang Hữu Nam cố ý xuyên tạc ý của cô. Nhìn dáng vẻ muốn giải thích lại ngay lập tức của cô, đột nhiên trên mặt anh ta lộ ra vẻ trêu đùa như nghiêm túc nói: ồ, em đừng động đậy, trên tóc em hình như vướng cái gì đây này. Cô ngẩn ra rồi chưa kịp phản ứng xem có chuyện gì đã bị anh nâng mặt lên hôn thật sâu lên trán cô. Mượn men say, Giang Hữu Nam đã làm một chuyện mà từ trước đến nay anh ta đều rất muốn làm, kể cả có phải chịu một cái bạt tai thì anh ta cũng không hối hận. Âu Dương Vân hoàn toàn hóa đá tại chỗ. Cô bị nụ hôn bất ngờ của anh dọa cho ngây ngốc. Đợi khi cô tỉnh táo lại một chút thì khỏi phải nói là có bao nhiêu ngại ngùng. Nếu em không tát anh thì anh đi đây nha. Khóe môi Giang Hữu Nam nở một nụ cười thỏa mãn. Cả con người anh nhìn có vẻ tràn đầy tinh thần hơn cả ban nãy. Có người vui vẻ thì cũng có người tức giận. Nam Cung Phong lúc này đang ngồi trong xe đã phẫn nộ tới mức không thể chịu thêm được nữa. Xoạch một tiếng, anh nhảy cửa xe ra, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, rồi bước thật nhanh đến trước mặt Giang Hữu Nam, sau đó bất ngờ hung hăng đấm anh ta một cú. Trước mắt Giang Hữu Nam tối sầm, ngã lăn ra đất. Âu Dương Vân kinh hô một tiếng, căm phẫn hét lên với Nam Cung Phong: anh nổi điên cái gì vậy hả? Tự nhiên nửa đêm nửa hôm chạy lại đây đánh người. Cô cũng biết bây giờ là nửa đêm rồi hả? Thế đêm hôm khuya khoắt rồi anh ta còn đang làm gì với cô đây hả? Nam Cung Phong vừa dứt lời thì lại đấm Giang Hữu Nam một cú nữa. Cuộc chiến giữa hai người đàn ông hoàn toàn bùng nổ. Hai người đàn ông vì một người phụ nữ mà đánh nhau túi bụi, mặc kệ Âu Dương Vân có ngăn thế nào cũng không được. Giang Hữu Nam là quán quân tán thủ, còn Nam Cung Phong thì là cao thủ taekwondo. Hai người bất phân thắng bại nhưng đều bị thương không nhẹ. Âu Dương Vân thấy cứ như vậy thì không được. Cô ngắm chuẩn một khe hở rồi chen lên chắn đứng trước mặt Giang Hữu Nam, cứng rắn ép Nam Cung Phong phải thu nắm đấm đang ở giữa không trung của anh lại. Đủ rồi, anh có quyền gì mà ở đây đánh người? Muốn trách người khác thì trước hết tự xét mình đi đã. Trước khi anh chất vấn chuyện người khác làm gì với tôi thì hãy nghĩ xem chính anh đã từng làm ra cái chuyện gì với tôi đi. Âu Dương Vân cố ý bênh vực Giang Hữu Nam. Sau khi hét lên xong, cô lục tìm một chiếc khăn tay trong túi rồi quay người dịu dàng lau vết máu trên khóe miệng giúp Giang Hữu Nam. Nam Cung Phong lạnh lùng nhìn một màn này, trong lòng anh rất khó chịu. Rốt cuộc là cô hận anh đến mức nào mà phải làm như thế này trước mặt anh để kích động anh?
Cảm giác thất bại vây chặt lấy anh. Sau 3 năm, lần đầu tiên anh lại hao tâm tổn trí vì phụ nữ.